Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Thái Nguyên. Alo, Tôi đang nghe bạn vâng, nói đi, câu hỏi của bạn là gì? em chào anh Thành Vân ạ. Chào bạn. Em có hai câu hỏi này muốn hỏi chương trình xem. Nói to lên. Vâng, em có hai câu hỏi này em muốn hỏi chương trình. Ừ, trình Đây, bày mong đi. chương trình giúp đỡ. Cái câu hỏi thứ nhất ấy là em với vợ chồng em ấy là kết hôn năm nay là năm thứ 8 rồi. Là đi khám ở các bệnh viện lớn ở dưới Hà Nội rồi thì người ta kết luận là bình thường. Cả hai vợ chồng đều bình thường hết nhưng mà lại không 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 có con được ấy. Thế à? Đấy là câu hỏi thứ nhất, cho nên là bây giờ câu hỏi thứ hai thì em muốn hỏi chương trình là em vừa rồi vợ chồng em trục trặc, vợ em nó đi hôm ấy là đi sinh nhật nó về muộn quá, bố em bắt được là có ai đưa về đến đầu ngõ thì là bố em mắng, thế là bây giờ cô ấy bỏ đi rồi, em thì em cũng khuyên về nhưng mà cô ta không về nữa, thì em muốn hỏi là chương trình là bây giờ cho em tư vấn là có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa không hay là để cho cô ta đi. Cô ta bỏ đi bao lâu nay rồi? Năm nay là tháng này là gần tháng 2 tháng rồi. 2 tháng vợ bỏ đi mà không biết đường mà tìm về à? Em thì lại là em biết nhưng mà em ra tận chỗ trọ rồi em bảo về nhưng mà cô ta không về. Cô ta trọ với ai ở ngoài xóm trọ? Một mình ạ. Thế à? À. Có nửa đêm có đến ngồi cửa phòng trọ thuyết phục vợ không? Em thì em không, tại vì em thì công việc của em thì nó ít được về lắm. Rồi. Thế một tuần có đến với vợ một ngày không? Hay Em kệ. thì bây giờ hiện tại bây giờ thì là em nào về em mời cô đi ăn thì cô vẫn đi ăn, mà thỉnh thoảng cô vẫn điện cho em. Ừ. Tức Vâng, là nhưng mà vẫn giữ mối quan hệ tối thiểu ở mức độ bình thường, như người quen bình thường thôi đúng không? vâng ạ. Cái chuyện vợ thì còn 2 tháng bỏ nhà ra đi cũng còn chưa thuyết phục được, thì cái chuyện mà 8 năm lấy nhau không có con thì chắc là phải phải có vợ ở về thì mới bay ra mới tìm cách để chữa Ừ, trị được đúng không? thì em muốn hỏi là tư vấn là nó do nguyên nhân gì mà hai vợ chồng em đi khám bình thường mà Rồi lại. bây giờ cái nguyên nhân đầu tiên là lôi vợ về thì may ra thì có con hay không thì là tính sau nhỉ. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng ạ. Rồi chào em. Vâng. Em nó quên không biết là bao tuổi ấy nhỉ? Em năm nay là 37 tuổi ạ. À 37, vợ bao nhiêu? Vợ em cũng 37 ạ. Thế xong rồi em thì đi làm gì? Em bộ đội ạ. À ừ. Chứ không phải là dễ thích đến lúc nào đến được đúng không? Mình cứ phải ở Vâng ạ. trong doanh trại, mình có là sĩ Vâng ạ. quan hay là bộ đội chuyên nghiệp bình thường. Em là sĩ quan ạ. Ồ thôi cái sĩ quan tốt, các sếp Vâng. cũng sẽ tạo điều kiện. À, thế Vâng. xong rồi vợ mình thì đi làm gì? Vợ em thì kế toán ở hiệu thuốc thú y tư nhân này. À, thế xong rồi bây giờ cô thuê nhà cô ấy ở một mình đấy là ở ở gần chỗ hiệu thuốc hay ở gần chỗ quê ngoại hay là gần chỗ nhà mình? Ở gần nhà. Ra đây ở riêng luôn đúng không? Vâng ạ. Trước là hai vợ chồng ở với bố mẹ chồng. Không, em ở riêng rồi ạ. Trước là hai vợ chồng ở riêng. Vâng Thế ạ. xong rồi mình thì đi ở doanh trại bộ đội lâu lâu mới về. Vâng ạ. Thế xong rồi cô thì đi chơi buổi tối. Thế là bố chồng, tức là bố đẻ của mình ấy phát hiện được. Mới Vâng. nói này Tại nói vì nọ. anh ạ, anh cho em xin cắt máy điện rồi, tại vì em thì vợ em nó bảo là ở nhà một mình chán hay là cho đi đánh cầu lông thì em cũng cho đi đánh cầu lông, nhưng mà tới gần đây em phát hiện là đi cứ giao lưu uống rượu bia về 9 10 giờ thì em cũng thích, em khuyên bảo rồi, nhưng mà hôm đấy thì nó lại là bảo là đi sinh nhật về muộn, lại bố chồng Rồi bắt được hiểu là có rồi. ai đưa về thì Tất cả mắng. nó ở cái việc thế này này. Bình thường một đôi vợ chồng lấy nhau một thời gian ngắn thôi, 1 năm là nó, 1 năm, 2 năm là có đứa con. Lấy nhau 8 năm rồi không có con, đưa nhau đi hết viện nọ, viện kia kiểm tra. Rồi nó sẽ bị tác động từ ở ngoại cảnh. Bình thường thì 37 rồi, phụ nữ chẳng sinh, chẳng đẻ, chẳng con, chẳng cái. Có ông chồng thì đi tít mít, lâu lâu mới về. Đành rằng là vì dân, vì nước, nhưng mà ngẫm lại thấy nó buồn. Thì chả đi đánh cầu lông, chả đi bóng đá, chả đi nhậu với bạn bè. Thì chẳng nhẽ cứ ngồi ở nhà mà chơi à. Cho nên cái nhà mình là cái hoàn cảnh nó đưa đẩy. Cô không hư hỏng gì cả, nhưng mà chán. Thế chính ra thế này này, mới được độ 2 năm, vợ chồng đi kiểm tra,
bác sĩ bảo rằng là bình thường, nhưng mà bình thường mà sao nó không có con, người ta phải giải thích. Rồi người ta nói rằng tất nhiên muốn có thì vợ chồng phải ăn nằm với nhau thường xuyên. Có khi mình bộ đội cái lúc mình về thì cô lại trả rụng trứng, cái lúc cô rụng trứng thì mình đi mất rồi. Tháng người ta rụng có một quả chứ người ta có rụng ào ạt như là bưởi là cam đâu, đúng không? Thế cho nên là mình phải xem xét lại, bác sĩ sẽ tư vấn cho là khi nào mà vợ sẽ theo dõi bản thân mình, biết là ngày mai rụng trứng thì hôm nay gọi điện vợ, anh ơi mai em rụng, thế thì tối hôm nay xin phép các sếp bảo là nhà em mai rụng rồi cho em về phép lấy 2 ngày. Mình phải đi tắt đón đầu, không nói thật đây là vấn đề khoa học mà. Không, không cái vấn đề là bảo là ngày rụng trứng của vợ em thì em về thường xuyên nữa. Thôi đây đây đang nói là lý do là vì để đến tận 8 năm mà chả con cái gì, một người phụ nữ 37, 38 rồi, nhìn thấy người ta thì tay bồng tay bế, nếu không thì cũng có vợ nọ chồng kia, mình thì chồng một nơi vợ một nẻo, con không có, người ta cũng sẽ cô đơn buồn lòng. Người khác ở cơ quan bắt đầu bảo công nhận chị kiên trì, chứ như em thế thì em bỏ lâu rồi, hay là chị thế chị không định làm gì à. Thế thì ở đây là chính hai vợ chồng không thấy có cái sốt sáng lắm trong cái việc mà kiếm tìm giải pháp. Người ta chả được sinh được bình thường thì người ta sinh hỗ trợ, chả thụ thai được ở bên trong thì thụ thai ở ngoài, rồi người ta sẽ đưa vào trong cho mẹ mang thai. Bởi vì nó không phải là cứ có con thì hạnh phúc, nhưng mà có đứa con nó là cái sợi dây gắn kết, nó buộc lòng người ta có trách nhiệm với nhau hơn. Mỗi khi người ta làm gì chẳng nữa người ta nghĩ đến đứa con. Bây giờ ví dụ như mẹ, người mẹ đi làm nhanh 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 về còn đón con, nhanh không về con chờ, con người ta nó có ý thức trách nhiệm hơn. Còn bây giờ về về nhà mà chán, chồng không có, con thì không, thì chắc chắn là phải nghĩ đến niềm vui. Mà càng nhiều hội nhóm càng lắm niềm vui thì cái cơ hội mà va đập với người này, tương tác với người kia, nó sẽ nảy sinh chuyện này chuyện khác. Việc bây giờ của mình là thế này, lỗi ở đây là lỗi của hoàn cảnh. Thứ hai là bây giờ cô ấy xin ra ngoài, cô ấy ở như thế, mình xin phép về lấy vài ngày đi. Vào cứ vì cô ấy ở nhà thì ở, mà cô ấy ở trọ trong nước, vợ mình cơ mà, cứ lăn ra đấy mà ở, tối nay anh ở đây, anh ngồi dậy lấy anh nói chuyện đi. Túm lại thì bây giờ em mong muốn điều gì? Anh nghĩ là tới đây là chúng ta hơi muộn rồi, nhưng mà khẩn trương khẩn cấp để đi tư vấn xem cái việc là có mang thai sinh con được không. Nếu không mang thai sinh con thì chúng ta sẽ có giải pháp gì? Em có nhất trí rằng là chúng ta nuôi con nuôi hay không? Có nhất trí là làm cái việc này việc nọ việc kia hay không? Thế để cho cô được nói hết cái nỗi lòng cô, em chán lắm, em buồn lắm, bởi vì bằng tuổi em người ta thế này thế khác, đã thế lại còn trên đe dưới búa, đã thế lại chồng thì đi ở xa nhà, lại có bố chồng thì cứ giám sát người này người khác mách mọi kia. Hoặc là cô biết đâu cô nói là em chán lắm rồi, bây giờ chả muốn gì, chỉ muốn giải tán. Thì mình cũng phải nắm được cái nỗi nào lòng của người ta, từ cái nỗi lòng ấy rồi mình sẽ tìm cái cách gọi là giải pháp khắc phục. Không cần thiết bắt cô về đâu, ở đâu cũng được. Nhiều đôi vợ chồng có 2 đứa con vẫn ở nhà thuê ở thành phố nhưng mà vẫn hạnh phúc như thường. Chồng thì đi bán kem dạo mà vợ thì đi Đồng Nát, nhưng tối về vẫn xì xụp, vẫn nấu ăn, 2 đứa con vẫn đi nhà trẻ. Cho nên là ở đâu không quan trọng nhá. Mà chuyện của mình là phải làm sớm, không muộn, không để lâu được đâu. Người phụ nữ 37, 38 rồi, quay đi quay lại là nó nhỡ tuổi sinh đẻ của người ta ấy nhá. Không, em cũng can thiệp hết rồi mà vẫn không được. Can thiệp hết cái gì, bác sĩ đã nói đến cùng đâu. Đã nói rằng là thế thì của em cũng bình thường, nghĩa là chất lượng, số lượng tinh trùng tốt, đầy đủ, trứng cô vẫn dùng. Thì người ta hỗ trợ cho là nhặt cái nọ bỏ vào cái kia để mà nó thụ thai. Không, em cũng làm IVF rồi ạ. Xong không có kết quả à? Vâng ạ. Thế xong rồi làm sao? Thì nó không vào, không ở. Thế xong rồi có bàn rồi giải pháp rồi đấy. Mình cũng hết sức thế này thôi, hay là vì tình yêu lớn chúng ta không con cũng được. Có nói gì đến một bước đường tiếp theo nữa không? Em cũng khuyên vợ em bảo là thôi bây giờ vợ chồng mình ở 8 năm rồi, cũng cố gắng hết sức rồi. Nhưng mà còn ở thì còn cấy, nhưng mà bây giờ nó, sự việc nó xảy ra như thế, bây giờ cô lại đi ra ngoài, em bảo về đi cấy tiếp. Thế, thế mới về, không về đi cấy tiếp mà về lắng nghe, biết đâu cô cũng muốn giải thể rồi. Nếu mà nó mệt mỏi quá mà mình thấy không níu lại được thì biết đâu đã có những đôi vợ chồng nhá, lấy nhau 5, 7, 10 năm, 2 người không có con, nhưng lúc ly hôn xong, anh đi lấy vợ, em đi lấy chồng, 5 sau cả 2 đều có tin vui. Mà các cụ thì cứ giải thích bằng là hỏi anh tư vấn em là có nên tiếp tục không hay là
Thế mới bảo rằng phải về lắng nghe, nói về đi đã, chứ còn bây giờ anh bảo là đừng thì ngộ nhỡ oan quá. Mà anh bảo cứ cố đi thì ngộ nhỡ nó sắp đứt đến nơi, mà anh bảo cố thì nó mệt. 8 năm rồi cũng là đủ để thử thách rồi đấy. Ngồi lại với nhau lần nữa đi, xem là có đồng hành tiếp không. Nếu bí quá mà thấy rằng cả đôi bên ngán ngẩm rồi, mà chúng ta đều là người khỏe mạnh, chứ chỉ vì không có con bây giờ nhà nó trở ra nhà nó nát như thế này. Thế thì đã có những trường hợp mà ly hôn là một sự giải thoát cho cả hai nhá. Biết đâu mình lại có trời lại cho một cái cơ hội mới, một cái trang mới. Cô là cũng có được cái hạnh phúc mới, mình thì cũng nọ kia, nhưng mà phải ngồi lại với nhau. Rồi, anh Đinh Đoàn cũng vừa chia sẻ với bạn rằng nên dành thời gian vài ba ngày nghỉ phép gì đó. Đối với môi trường quân đội thì bạn xin nghỉ phép để về trao đổi trực tiếp với vợ mình, để xem cô ta muốn gì và nhu cầu của ta đến đâu, và cái khả năng đáp ứng của cả hai bên ra làm sao thì mới có phương án giải quyết được nhá. Biết đâu thì cô ta cũng chán bạn lắm rồi. Chào bạn, cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 02438262625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Thưa quý vị khán thính giả, bây giờ thì chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay xin được kết thúc bởi cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Ninh Bình. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Ninh Bình. Muốn hỏi chuyên gia với bác sĩ là em trước là thời thanh niên ấy thì hay, ý là giờ có thể người nó hay mệt mỏi ấy. Mà đi khám mãi thì nó chẳng ra cái gì, nó chỉ bị viêm dạ dày các thứ thôi. Vì đợt trước là cũng chưa lấy vợ cũng hay hay thủ dâm ấy. Nhưng mà giờ lâu lấy vợ giờ là thôi rồi. Vâng. Mà nguyên nhân ý nó không biết làm sao người cứ hay mệt mỏi. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 44 ạ. 44 tuổi. Có con chưa? Có hai con này ạ. À thế à. Một lần quan, một tuần quan hệ với vợ được mấy lần? Có tuần thì hai, có tuần thì một. Thế à. Thế sau sau mỗi lần quan hệ như thế thì có mệt hơn không so với bình thường, mệt vừa không? Có lúc thì trời nó mát thì nó đỡ hơn, không nào còn nóng ấy, thì nó mệt hơn. À, tức là mỗi lần quan hệ với vợ là cũng vất vả lắm đúng không? Có khi không, đi có khi một tuần mới quan hệ, nhưng mà ngày bình thường nó cũng hay mệt mỏi. Ngày thường thì ngày bình thường, tức là bạn làm công việc gì nhỉ? À, đây làm cơ khí ạ. Cơ khí là cụ thể là cái gì? Làm máy tiện cái thứ đấy ạ. Đứng hay ngồi cả ngày? Đứng. Thế à? Rồi. Máy ạ. Đấy, mệt mỏi mà làm cơ khí, nhất lại làm máy tiện thì điều đầu tiên là cần phải đi khám ngay để xem chứ không rất dễ bị tai nạn lao động nhá. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn. Vâng. Chị chào em. Vâng, em chào chị ạ. Chị nghe em nói chuyện với anh Văn từ lúc nãy giờ chị chưa hiểu em muốn hỏi cái gì cơ. Em bị làm sao? Em nghĩ người nó hay mệt mỏi ấy. Ừ. Mà em bị... đợt trước thì em cũng chưa thời nhiên thì em hay thử dâm. Nó cái kiểu mà như kiểu mình bị thời xưa nó như kiểu nghiện ấy. Là mình muốn bỏ nhưng mà từ đợt lấy vợ rồi là hết thôi rồi. Lấy vợ bao nhiêu lâu rồi? 13 năm rồi ạ. Ừ, chuyện thời thanh niên nó lâu rồi mà. Và 13 năm nay từ lúc mình lấy vợ mình hoàn toàn bình thường. Mình còn có con nữa, đúng không? Vâng. Cái này nguyên nhân này nó không phải do em thủ dâm từ hồi xưa. Vâng. Nếu như mà nguyên nhân mà do em đang nghĩ là chắc là ngày xưa em thủ dâm nhiều quá nên bây giờ em bị mệt, đúng không? Vâng. Chị thì chị không nghĩ đến như vậy, bởi vì cái hậu quả mà do nghiện thủ dâm ý, thường nó sẽ liên tục. Nó có thể là những năm tiếp theo đấy hoặc là liên tục trong thời gian dài. Chứ còn bây giờ đã hơn một chục năm nay rồi và em không thủ dâm nữa. Em có cái đời sống tình dục bình thường thì là ổn rồi mà. Ừ. Có lẽ là em, chị thấy em nói nó cũng chẳng ra hơi nữa ấy. Ý là em đi khám người nó yếu. Em bao nhiêu cân? 55 cân. Em cao 1m bao nhiêu? 1m65. Ừ, em đi khám là em đi khám ở đâu vậy và khám những cái gì? Khám dạ dày với những cái xét nghiệm ở Ninh Bình các thứ bình thường, máu các thứ bình thường, mỗi bị hay bị ốm vặt ấy, uống thuốc tây nhiều. Thế à? Uống thuốc tây là lý do vì sao? Ý là đau dạ dày rồi đau mỏi người rồi là chỗ nọ chỗ kia ấy. Bệnh của em có cảm giác như là ma làm ấy, cậu người vâng, bệnh tâm rồi. Lý là cứ nhiều. Gần như lúc nào cũng thuốc ấy. Em chẳng có một cái bệnh gì cụ thể. Chị nghĩ rằng là có lẽ là em phải
cái nghề nghiệp của em như là em trao đổi với anh Văn, nó cũng có thể là một cái yếu tố nó ảnh hưởng tới sức khỏe của em ý. Tuy nhiên thì chị nghe em chẳng ra một cái bệnh gì cụ thể, cái sức đề kháng của mình nó cũng rất là kém, cho nên mình rất là chắc là hay mắc những cái nhiễm trùng cơ hội hoặc là những cái bệnh nhiễm khuẩn thông thường hoặc là virus các thứ, là có khi người ta chưa bị mình đã bị rồi, và mỗi lần bị như thế thì mình lại uống thuốc, cho nên là cái sức khỏe của mình nó có rất nhiều vấn đề. Em ở Ninh Bình cũng rất là tiện, có lẽ phải đi đến các cái bệnh viện lớn kiểm tra tổng thể lại xem là cái sức khỏe của mình nó có vấn đề gì nhá. Kiểm tra bị nâu ấy là cái người mệt mỏi mười mấy năm rồi. Chị nghe kiểu có khi là cả tiêu hóa thì đã bị rồi. Nếu mà em viêm dạ dày chẳng hạn là nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cái dinh dưỡng của em, ảnh hưởng tới cái khả năng hấp thu thức ăn vân vân. Và khi mà mình bị các cái bệnh về tiêu hóa ấy, thì cái dinh dưỡng của mình nó không đảm bảo và nó cũng không đủ để cung cấp các cái chất cần thiết cho cơ thể của mình, và nó là một trong những cái nguyên nhân làm cho mình bị yếu. Mình cần phải kiểm tra cả hệ hô hấp rồi cả hệ tim mạch, là những cái biểu hiện mà chị thấy nó ở em ấy, nó không rõ nét của một cái gì, và mình cần phải đi tìm xem là vì sao mà mình bị như thế. Và muốn như thế thì em phải đến các cái bệnh viện chuyên khoa, người ta có rất nhiều những cái phương tiện để người ta chẩn đoán được cho em. Những cái phương tiện nó khá là hiện đại về mặt cận lâm sàng ấy, người ta kiểm tra tổng thể cho em mới có thể tìm hiểu được. Thực ra 55 cân thì thể trạng của em nó cũng không đến nỗi lắm. Thế nhưng mà có lẽ là cái tình trạng chung ấy, cái sức khỏe chung ấy, và nó chưa cụ thể ở một cái cơ quan nào. Chính vì thế cái điều trị của mình nó cũng không triệt để. Kể cả em có mắc bệnh về viêm dạ dày này, hay là trào ngược thực quản, trào ngược này, hay là viêm loét hành tá tràng vân vân, nó phải cụ thể ra là một cái bệnh gì đấy ở một cái cơ quan nào thì người ta mới điều trị cho mình triệt để được, và từ đó thì nó mới cải thiện được cái sức khỏe của mình. Chứ còn tình trạng chung chung như thế này mà em chỉ hỏi chị có 5-10 phút thì chị cũng không thể trả lời cho em được nó là cái gì nhá. Em cũng đi khám nhiều chỗ rồi. Nhưng rồi, thì tôi cho rằng là bạn nên đầu tư, hình như là đâu 2-3 triệu gì đấy, đến bệnh viện đăng ký cái gói khám tổng thể từ đầu tới chân để xem là mình là đang bị mắc bệnh gì. Còn nếu mà vẫn không tìm được ra bệnh mà người vẫn mệt thì nên vào khoa thần kinh của bệnh viện Bạch Mai nhá, để xem mà mình có bị mắc bệnh tưởng không nhá. Xin chào bạn, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Thưa quý vị khán thính giả, thời lượng dành cho chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là hết. Xin nhắc lại gợi ý của chúng tôi đối với tất cả quý vị đang theo dõi chương trình, đó là hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để được thông tin mới nhất về chương trình phát sóng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Mời quý vị cùng tham gia chương trình Cửa sổ tình yêu. Các chuyên gia tâm lý và y tế của chúng tôi sẽ trò chuyện trực tiếp với quý vị. Hãy gọi tới số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần để được thiết kế một cuộc tư vấn miễn phí. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Rất vui khi được gặp lại quý vị khán thính giả trong chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị khán thính giả, chương trình Cửa sổ tình yêu do Trung tâm Truyền thông Thanh Thiếu Nhi Trung ương Đoàn tổ chức sản xuất, được phát sóng trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc 10 giờ đến 10 giờ 45 phút sáng Chủ nhật hàng tuần và được phát lại vào 22 giờ 30 phút cùng ngày. Ngoài ra, chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi với phiên bản có hình được phát trên các nền tảng mạng xã hội, và quý vị hãy đừng quên là nhấn nút đăng ký để theo dõi kênh của chúng tôi, để được thông báo những cái tin nhắn về chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất được phát sóng. Thưa quý vị khán thính giả, chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi với số điện thoại duy nhất là 0243 826 2625 tiếp nhận câu hỏi của quý vị khán thính giả vào bất cứ thời gian nào trong ngày. Chương trình Cửa sổ tình yêu ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn, bác sĩ Hoàng Thúy Hải và Thành Văn người dẫn chương trình. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay
bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Alo, xin chào khán giả gọi đến từ Hà Nội. Chào anh Thành Văn, chào ban tư vấn của chương trình Cửa sổ tình yêu ạ. Dạ vâng, chào chị ạ. Chị năm nay bao nhiêu tuổi đấy ạ? Tôi năm nay 55 ạ. À vâng, chị băn khoăn điều gì khi gọi cho chúng tôi vậy? Vâng, tôi có một câu chuyện gia đình băn khoăn mà không biết giải quyết thế nào. Vâng, chị nói đi. Vâng, tôi có cháu con trai mà năm nay là nó 20 tuổi rồi. Nó học thì không được học được thì tôi xin cho nó đi làm nhiều chỗ rồi mà. Vâng. Nó cứ làm được mấy buổi nó lại cứ nghỉ xong rồi là nó mê điện tử với lại nó có hút thuốc điện tử đấy ạ. Vâng. Vâng. Là tôi cũng nghĩ là thôi thì cố gắng là duy trì ép cháu đi làm nhiều chỗ, hết chỗ nọ thì chỗ kia xin cho cháu. Vâng. Để cháu từ bỏ dần dần, nhưng mà thế mà cháu cứ đi làm được một ít thời gian có tiền cái nó bọn họ bọn cái bọn bán thuốc nó lại dùng dỗ, nó lại lấy tiền, nó lại mua hết cả thuốc nó hút. Thế thì vừa rồi thì tôi chán quá, tôi bảo thôi bây giờ đi làm, nó lại bỏ tiếp thì nó đi làm chả đi làm thì thôi, chứ đi làm có tiền nó lại dùng hút thuốc. Thế là được mấy hôm thì là nó đi, nó bảo nó ở nhà bạn, xong rồi là nó mang xe đạp điện đi, là đến lúc nó bảo là bảo hỏi nó ở đâu, nó bảo là nó không nó chỉ nói là ở chung cư này thôi, chứ nó không, nó chụp ảnh nó gửi ở chung cư này chứ nó không nói là địa chỉ ở đâu cả. Thế là rồi xong rồi nó vay tiền, nó mượn Zalo số điện thoại của bố nó vay tiền mọi người, xong rồi là vay được một người, xong rồi sau mọi người ta cũng không cho vay, không lừa được. Rồi thì tóm lại bây giờ chị mong muốn điều gì ở chúng tôi? Vâng, tôi mong muốn là xem cho tôi lời khuyên xem làm nào cho đúng ạ. Rồi, con chị không dạy được thì bây giờ chị gọi đến cửa sổ tình yêu làm sao để dạy nó đúng không? Bây giờ tôi không biết là làm như nào bây giờ. Rồi, thế chị có đông con không? Có mỗi hai cháu, một cháu trai và một cháu gái. Bây giờ một cháu gái lớn thì nó đang đi học học nghề ạ. Rồi, con gái lớn rồi và có vẻ ngoan đúng không? Cậu út này thì phá phách, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 20 ạ. 20 tuổi? Vâng ạ. Rồi, thế mà chả chịu làm ăn gì cả, chỉ phá tiền của bố của mẹ thôi đúng không? Và cũng không thích thì bỏ nhà ra đi, chứ cũng không cần phải cho phép hay không cho phép đúng không? Xong tiêu hết tiền xong lại vay ngược vay xuôi rồi lại về ăn vạ bố mẹ đúng không? Đấy ạ, vâng. Rồi, thế chồng chị không nói được con à? Chồng thì bây giờ chán rồi, nói nhiều nó cứ cãi, nó chẳng nghe, giờ chán rồi mặc kệ nó, cho nó đi đâu nó. Rồi đi. Nó hư từ bé rồi, được nuông chiều từ bé rồi, bây giờ khó rồi. Vâng. Anh Đinh Đoàn sẽ không tâm phải là nuông chiều đâu mà cái không phải nuông chiều mà tự dưng nó hư, nó hư là bởi vì là mình mở cửa ra cho nó đi chơi với những cái bạn xấu nhỉ. Yeah. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với chị nhá. Vâng ạ. Chào chị. Vâng ạ, em chào anh Đinh Đoàn ạ. Trường hợp con nhà mình ấy giống khá nhiều con nhà khác ấy. Người ta có năm có 10 thì tốt, có một lại vô duyên. Có gia đình 3-4 đứa con đều học hành tử tế, công ăn việc làm tốt. Xong rồi nhà đôi khi có một đứa con thì đấy, học hành không đâu vào đâu. Cơ bản nhất là cháu nó cũng còn non lớn. Tất nhiên là ở cái lứa tuổi như là chúng mình ngày xưa ấy, thì 18, 19 là đã trưởng thành lắm rồi. Nhưng mà bây giờ ở thành phố chúng nó biết gì đâu. Học thì không học được tiếp nữa, thì đi làm thì tay chân thì chê lương ít hoặc là chê vất vả. Đi đúng làm mà tử tế công ty hay là người ta đòi hỏi học hành thì lại không có chữ nghĩa học hành gì. Thành ra nó cứ giang giang dở dở. Cho nên là thật ra vì chương trình phát sóng cho nên là chúng tôi cũng không nói được dài. Chứ dám mà được tư vấn tại phòng tư vấn riêng của chúng tôi hoặc là qua cái tổng đài dịch vụ ấy thì chắc là sẽ được đầy đặn, nhưng mà thôi cũng có lẽ là cho chị một vài lời khuyên thôi. Thứ nhất là bàn với con đi, đừng bảo bố nó là kệ nữa, bởi vì kệ bây giờ nó vi phạm pháp luật hay là nó làm một cái gì nó có tội có lỗi với xã hội ấy, việc đầu tiên là người ta tìm đến bố đến mẹ đấy. Con mình sinh ra dây bầu phải mang quả bầu, nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục uốn nắn con là trách nhiệm của bố mẹ, bây giờ kệ ai. Việc đầu tiên là nếu bây giờ mà nó gây ra cái gì ở ngoài xã hội là công an ta tìm đến nhà, người ta mời hai ông bà ra làm việc đấy chứ,
không thể nói anh là kệ được nhé. Trên là phải ngồi lại với nhau, ngồi nói với con. Bây giờ thì mẹ nghĩ là có một vài phương án như thế này. Thôi con không học được nữa cũng không sao. Phương án thứ nhất là để cho con có điều kiện để con lớn, có trưởng thành một chút. Bây giờ đang tuổi 20, cần có vận động. Xem con có đi nghĩa vụ quân sự được không? Đầu tiên thì họ bảo là 1,5 đi được. Thế là em bảo là thôi đi làm thì... Vì cũng hy vọng rằng cái môi trường ở đấy không ai người ta hư, không ai người ta nghịch ngợm, không ai người ta chơi bời. Rồi ăn uống sinh hoạt nó có nề, có nếp, rồi có thủ trưởng, có đồng đội. Rồi ngoài cái kỷ luật ra thì còn có cái lao động nữa. Bộ đội bây giờ không có nghĩa là bộ đội nào cũng phải thời bình mà. Cho nên là các con có thể nó còn được học một cái nghề. Có những cháu đi có 5,5 bộ đội, 2 năm đi nghĩa vụ mà về học được cái nghề lái xe, học được cái nghề cụ thể nào đấy để sau đấy về thì tiếp tục là khởi nghiệp. Thì đấy là một hướng. Nhưng mà chị ban nãy nói là đã không thành công, nhưng mà xem xét lại tại sao không thành công. Cái hướng thứ hai là bàn cháu xem là cháu nó có thích đi lao động ở nước ngoài không. Đi nước ngoài bây giờ là đi theo dịch vụ đấy, gần là phải tìm đến một cái trung tâm hay cái văn phòng mà môi giới du học và lao động xuất khẩu ấy, phải mất tiền chứ không phải là không đâu. Thế rồi mình thử lựa chọn xem là đi Hàn Quốc hay đi Đài Loan, đi cái nước nào và cái nghề gì nó phù hợp với cái tuổi 20 và vân vân. Thì mục đích hy vọng là để nó tách cái môi trường mà hiện nay cháu đang cứ chơi, chắc chắn nó phải chơi với đám bạn. Thích ở nhà bạn thì ở, rồi đi đàn đúm, rồi nhậu, rồi nhạt, rồi thuốc lá điện tử, rồi vân vân. Thế thì may ra đi sang nước ngoài, pháp luật người ta nghiêm, ai người ta có công có việc người ta cuốn vào và đi làm đi, rồi dần dần nó cũng sẽ ổn định nề nếp. Một vài năm nữa con nó trụ được thì về, thứ nhất là tuổi tác cũng đã đủ chững chạc, thứ hai nếu nó có tí lưng tí vốn thì hỗ trợ với nó, rồi bàn với nó xem là mở cái ngành nghề kinh doanh gì đó, mua cái xe để chạy Grab hay là kinh doanh một cái gì đó nó phù hợp. Nhưng mà tính sau ít nhất là có được vài năm con nó đi cũng nhẹ cái đầu cho mình, cộng với cái việc là con nó cũng có cơ hội tiếp xúc với một cái môi trường nó kỷ luật một chút. Một cái hướng thứ ba là bàn với con là con có cần vào Sài Gòn học nghề không, bây giờ con thích học cái nghề gì, cắt tóc hay gội đầu hay về sau này mở spa hay là sửa chữa điện tử. Túm lại thì nó chưa được tiếp xúc, nhưng nó cũng mới có 20 tuổi biết những nghề gì đâu. Mình thử liệt kê ra một vài cái nghề xem là con có thấy nó thích không. Kể cả cắt tóc gội đầu mình cũng đừng bảo ôi giời ơi, cắt tóc gội đầu mà siêu sao, mà tay nghề cao ấy, con nó lựa chọn cái nào thì lúc ấy mình hỗ trợ con về mặt tài chính, nhưng mà rồi cũng vẫn cứ phải giám sát. Thì mình chê, mình trách, mình nói, mình quá đạt nhiều, nhưng cơ bản nhất vẫn phải đề xuất một số cái biện pháp. Cũng giống như bác sĩ khi đã biết bệnh rồi thì phải đưa cho người ta cái một số những cái liệu trình điều trị. Một là uống thuốc, hai là cắt xẻo, ba là đục đẽo, bốn là uống thuốc bắc, năm là đi thế này thế khác ấy. Thì ở đây ấy thì tôi cũng đang gợi ý cho một chị một vài việc thế thôi. Còn thì bớt bớt trách thế này đi. À, thế này em nói thêm ạ. Thì bây giờ em xin nói thêm là thì bây giờ là nó đi là nó không về nữa. Bây giờ nó đi là 1,5 rồi là nó không về. Thì em cũng muốn là cho nó ra ngoài, cho nó bắt đầu đợt này nó bắt đầu nó mới đi hẳn ra ngoài, nó không về đấy. Đây là em mình cũng... đang bất lực đấy. Cho ra ngoài va chạm, tức là cho con đi làm công ty hay đi làm đây làm đó. Chứ còn cho con bây giờ không biết nó ở đâu, nó đi làm gì, mấy bữa nữa nó vi phạm pháp luật rồi công an ta truy nã về nhà ta mời mình đấy. Phần đấy tuổi đầu ăn chưa no mà lo chưa tới, dễ đi theo những người xấu, cần tiền ngồi nhỡ lừa đảo cướp giật gì rồi làm sao. Cái phương án mà về, cái phương gọi... Chị ơi, chị biết lắng nghe không? Cái phương án mà chị đưa con ra ngoài như thế 1,5 này nó không về nhà, đây là biện pháp là đẩy con ra ngoài xã hội, chứ không phải là giáo dục con hoặc là đưa con ra ngoài xã hội để nó tốt hơn đâu nhá. Nên gọi con về và bàn với con 3 phương án như anh Đinh Đoàn vừa chia sẻ. Xin chào chị, cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 02438262625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất.
Thưa quý vị khán thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Quảng Ninh. Alo Quảng Ninh đâu ạ? Dạ em đây ạ. Rồi, chào bạn, câu hỏi của bạn là gì? Dạ anh ơi, em muốn bác sĩ tư vấn cho em về sức khỏe sinh sản anh ạ. Ừ, bạn nói đi. Dạ vâng, em thì em hỏi cho con dâu em thôi. Ồ, thế là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Con dâu em ạ? Ừ, bạn đi. Chị? À, năm nay 42 ạ. 42 tuổi mà đã có con dâu rồi á? À vâng, ngày xưa em kết hôn sớm. Ừ, rồi. À. Lên mẹ cháu, chồng. Cháu năm nay mới 20 tuổi thôi anh ạ. Thế mà cháu đi khám tiền hôn nhân ấy. Ừ. Là cái em thấy kết luận là tử cung, buồng tử cung, ổ tử cung hai sừng. Ừ. Thế mà em cũng về em tra trên để em thấy nó khó về cái đường con cái quá anh ạ. Ừ. Rồi thì chúng nó lấy nhau chưa? Chưa anh ơi, các cháu thì con trai nhà em thì năm nay cũng 24 tuổi. Ừ. Còn con dâu thì các cháu học hành xong rồi các cháu đi làm ở khu công nghiệp thôi. Ừ. Nói chẳng giấu thì các anh là các cháu cũng sống với nhau ở nhà trọ ấy, các cháu cũng sống với nhau rồi. Thế mà bây giờ là thông báo gần như kiểu họ hàng làng xóm là có dự tính là tháng 8 này là các cháu kết hôn với nhau. Này, rồi. Đám cưới cho cháu. Rồi. Thế mà em cũng hỏi con trai em đấy là các cháu sống với nhau như thế mà cũng không thấy được gì thì em bảo là như vậy là không bình thường rồi. Ừ. Thì em dục bảo là thế con đi khám đi. À. Thì các cháu nó đi khám thì bây giờ kết quả là cho như vậy anh ạ. Lâm giờ băn khoăn đúng không? Mai mốt sợ rằng là chúng nó lấy nhau thì mãi chẳng mình chẳng có cháu đúng không? Vâng. Và hai cô cậu là cũng đã đi khám tiền hôn nhân rồi. Vâng, em thằng cu nhà mình thì chắc là bình thường đúng không? Dạ. Thằng cu nhà mình thì chắc là bình thường đúng không? Vâng. Ừ, còn cô con dâu tương lai thì có vẻ hơi trục trặc một chút đúng không? Kết luận của bác sĩ làm sao? Là buồng tử cung hai sừng anh ạ. Rồi. Bác sĩ ở Sản Nhi Quảng Ninh cũng nói là ca đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh, của bệnh viện từ xưa đến nay đấy. Rồi, thế cơ họ có kết luận gì không? Họ kết luận là bây giờ là để mà chữa tự nhiên ấy là chúng tại là không chữa được mà phải kết hợp với là VFC thì bác là anh phải đi cấy đấy. Mà khi cấy rồi ấy cái thai nó có nằm được đủ cái thời gian không mới là quan trọng cơ, sợ là không cái thai nó không nằm được bởi vì cái tử cung của mình nó có vách ngăn rồi. Người ta nói là cái sự phát triển của cái thai nó không nằm được đủ ngày đủ tháng đấy. Rồi, tóm lại là nếu mà có hỗ trợ sinh sản thì cũng phải là nhờ người khác mang thai hộ. Chứ cô gái này khó có thể tự mang thai được đúng không? Vâng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với chị nhé. Vâng. Mời bác sĩ ạ. Vâng, tôi chào bạn. Dạ vâng, cháu chào. Thực sự thì mình cũng, mình lo, cái mối lo của mình nó hoàn toàn là chính đáng thôi. Còn nó sẽ gặp khó khăn trong cái việc có thai để mà có thể sinh em bé. Đấy là một cái dị tật của tử cung mà. Thực ra bác sĩ ở Quảng Ninh nói là ca hiếm gặp nhưng nó không phải là hiếm lắm đâu. Nếu mà mình đi xuống các cái bệnh viện lớn ấy, các bệnh viện chuyên khoa thì cũng có thể gặp nhiều người mà. Nhá. Chứ không phải là cái gì nó quá đặc biệt như là kiểu con gặp bệnh hiếm hay là bệnh nguy hiểm gì đâu. Ừ. Và rất nhiều trường hợp kể cả tử cung hai sừng mà khi mà con có bầu ấy, người ta còn có bầu tự nhiên được mà bạn. Thế người ta có bầu thì cái nguy cơ ấy nó sẽ cao hơn so với cái người có tử cung bình thường. Vì thế là con khi mà có thai ấy, là con phải được theo dõi ở các cái bác sĩ của bệnh viện chuyên khoa để người ta sẽ xử lý cho con. Còn người ta sẽ tiên lượng những cái biến chứng có thể có và can thiệp kịp thời thì cũng không lo lắm mà bạn nhé. Ừ. Bây giờ thì như thế này, bạn cho con xuống Hà Nội đi nhá, từ Quảng Ninh xuống đi bệnh viện nào bác ơi? Xuống Hà Nội thì có rất nhiều bệnh viện Phụ Sản Trung ương, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, Bệnh viện 108 nhá, Bệnh viện Bưu Điện hoặc là Bệnh viện 103. Tức là ở dưới Hà Nội này có rất nhiều những cái bệnh viện tôi vừa nói với bạn, là người ta có cái khoa hỗ trợ sinh sản nó rất là mạnh. Người ta sẽ kiểm tra lại kỹ cho con xem có đúng là con bị như thế hay không. Tùy theo cái mức độ
của con, cái tình trạng của con và cái sức khỏe chung của con như thế nào, thì người ta sẽ tư vấn cho mình những cái biện pháp để mà có thể giải quyết được những cái khó khăn đấy. Tôi nghĩ rằng là cái việc cái này có lẽ là mẹ dùng cái này để mà tác động vào con trai thì tùy theo cái tình yêu của con trai mình nhá. Con trai mình mà nó thật sự nó vẫn yêu bạn gái, nó vẫn chấp nhận tất cả mọi cái khó khăn, thì mẹ cũng cố gắng đồng hành cùng với con để mà có những cái xử lý hoặc là những cái can thiệp cho nó phù hợp. Thế còn cái mọi cái chuyện khác là do con mình nó sẽ quyết định. Thế còn trong trường hợp mà cả hai bạn ý quyết định rồi, thống nhất rồi, thì mình cho con xuống dưới này khám để các bác sĩ người ta sẽ kiểm tra cho mình kỹ hơn, người ta đánh giá thực tế nó như thế nào, thì người ta sẽ tư vấn cho mình những cái biện pháp mà xử lý cho con được tương đối an toàn. Thế bây giờ cháu muốn hỏi cô là thế vậy thì trong những cái kinh nghiệm của cô mấy chục năm trong nghề đấy, là cô có thấy cái những cái trường hợp như này, ví dụ như là phẫu thuật ấy, nó có thành công, là cô đã từng thấy chưa cô? Tất cả những gì bác sĩ chia sẻ thì đã chia sẻ với bạn rồi. Bạn nếu mà xác định là hai con nó sẽ gắn bó với nhau suốt đời thì nên thuyết phục hai đứa đi xuống Hà Nội thăm khám, và từ thăm khám của các bệnh viện chuyên khoa sẽ ra phương án điều trị tốt nhất nhá. Chứ bác sĩ Hoàng Thúy Hải ngồi đây thì bác sĩ cũng không thể phán đoán là khả năng thành công ra làm sao đâu nha. Phải trực tiếp thăm khám và làm các xét nghiệm thì mới đưa ra kết quả chính xác và khả năng phục hồi và khắc phục cái tình trạng hiện tại của con dâu tương lai nhà mình ra làm sao. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng nó có quyết định đi với nhau đến cuối chặng đường hay không. Chứ chúng nó thấy khó khăn chút là bảo thôi giải tán nhé thì cũng là mình bó tay. Bạn nhé. Vâng, cảm ơn ạ. Chào bạn, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 02438262625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Thưa quý vị khán thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thanh Hóa. Alo, xin chào khán giả gọi đến từ Thanh Hóa. Vâng, tôi Thanh Hóa đây ạ. Dạ vâng, chào chị ạ. Câu hỏi chào của chị là gì ạ? Thành Văn ạ. Dạ vâng. Chào ba bác sĩ tư vấn nha. Vâng ạ. Vâng ạ. Băn khoăn của chị là gì vậy? À, băn khoăn của tôi ấy là từ ngày đến giờ thì chồng đi làm với các thứ thì mình cũng không để ý đến cái điện thoại đấy. Ừ. Thì cái điện thoại của chồng thì là mình cũng tin tưởng chồng. Ừ. Mình không xem đến điện thoại, thì cái hôm gần đây ấy là có cháu nội nó mới lấy xem, thì xem ra là anh lại có cặp bồ bên ngoài. Ừ. Cặp bồ bên ngoài thì trong cái tin nhắn với lại đi xuống thăm ốm đau với nhờ nghỉ với nhắn tin đó thì là cứ gọi bằng chồng vợ vợ. Ừ. Và mua cái nọ mua cái tê cho vợ, rồi ốm đau thì đi xuống thăm nhưng mà không gặp, rồi kiểu lắm, và vào nhà nghỉ nhà các thứ thì mình không bắt được. Ừ. Nhưng mà gần đây cứ là chồng vợ vợ và đi làm về thì nhắn tin, có hôm thì xóa được, có hôm thì không xóa được, về tưởng là thôi rồi nhưng mà tôi kiểm tra lại vẫn còn. Ừ. Là đi làm về là cứ nhắn là nắng lắm vợ ơi, với vợ yêu, với lại những cái gì á, nhưng mà vợ mình ở nhà thì lại không quan tâm. Biết ở nhà rồi quan tâm làm gì? Ô trời, thế là tôi tức quá. Tôi hôm đây. Con đi làm hết là tôi làm lên. Ừ. Tôi bảo thế tôi có phải là vợ ông không? Ừ. Nếu như ông mà còn nhìn thấy tôi là vợ ông thì ông nên ở đây. Còn nếu như ông cảm thấy không coi tôi là vợ nữa thì ông nên đi với cái cô đó và xuống đó ăn ở đó. Còn nhà đây là để cho con và tôi. Ừ. Đó là hai biện pháp. Còn nếu như mà ông mà còn tiếp diễn, nếu như ông thay đổi được, ông còn tiếp diễn nữa là tôi sẽ bỏ ông. Ừ. Thì ông bảo là ông không có. Ừ. Thôi. À, nhưng mà không có, nhưng mà tin nhắn ghi ngày ghi giờ có đàng hoàng. Rồi. Và tên người đó, bông hoa hồng nhắn tin tên cái số đó luôn. Nhưng tôi điện cho cái số đó thì lúc đầu nó bảo đó ở bên Tre. Ừ. Sau đó là tôi điện thì nó chuông xong nó tắt máy luôn. Ừ. Sau đó là tôi nói thì ông đến cái trận thứ hai thì ông đập máy. Ừ. Ông đập cái máy ông để mất tăng tích.
thì tôi mới bảo là ông đặt máy thì ông có tiền thì ông mua chứ tôi có giữ tiền của ông đâu mà tôi sợ. Ừ. Thì ông đặt cái máy đó thì được có mấy ngày sau thôi thì ông mua cái máy khác. Rồi. Thì ông nhập cái sim để tôi lấy cái sim đó tôi đưa cho con. Rồi chị ơi kể cái câu chuyện nhanh lên chị ơi, thời lượng không có nhiều. Vâng, thì giờ là tôi nhờ các bác sĩ tư vấn là xem là chồng tôi như thế thì giờ tư vấn cho tôi như thế nào. Ừ. Để tôi biết đường để tôi rút kinh nghiệm. Rồi, rút kinh nghiệm với quái thì bởi vì sai là ông ấy sai chứ mình có sai đâu, mình vẫn ở nhà, vẫn chăm lo chồng con đàng hoàng, mình vẫn lo lắng công việc trọn vẹn cơ mà. Có ông ấy là người sai thôi chứ, đúng không? Năm nay chị bao nhiêu tuổi đấy? Năm nay tôi 55. Thế hả? Thế ông ấy bao nhiêu? Ông 57. Thế hả? Mà tóm lại là cũng không biết ông ấy cặp bồ từ khi nào nữa đúng không? Không biết đây. Đấy, và cái đợt vừa rồi thì thằng cháu nội nó sờ máy thì nó mới phát hiện ông nội nó có bông hoa hồng ở bên ngoài đúng không? Đúng rồi. Mà trong cái đó bà nội của nó ở nhà thì là cái bông hoa gì không biết. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với chị nhé. Mời anh Đinh Đoàn ạ. Rồi, xin chào Thanh Hóa đúng không? Vâng, chào anh ạ. Thanh Hóa 55, ông ấy 57. Hai ông bà khỏe không? Hai ông bà khỏe. Cái chuyện kia bình nếu thường. Như là bình thường thì có làm ăn gì được không? Năm nay không đụng đến nhau anh ạ. Mình có chủ động gạ gẫm đòi hỏi gì không? Thì các em dâu với các thứ nó cứ bảo là cứ gần anh để tình cảm có được. Nhưng mà tình cảm ông cũng không nghe. Hai ông bà ngủ riêng à? Thì lúc thì ngủ chung, lúc thì ngủ riêng đó mà anh. Thế sao lại lúc ngủ riêng mà không cứ ngủ chung? Ông ấy thì cứ ông ôm mà cứ thích ông ngủ riêng. Hả? Ông có thích ông ngủ riêng? Mình cứ lăn vào ngủ tôi không thì tôi quen được ngủ riêng. Tôi ngủ riêng tôi sợ lắm, bây giờ có tuổi rồi tôi sợ bóng đè, tôi sợ ma nó bắt, cứ phải nằm cạnh xong rồi cứ nói đùa vui thế. Nhưng mà đang hỏi là cái đời sống quan hệ vợ chồng ấy, đôi khi đến cái tuổi 55, 57 rồi, đôi khi bắt đầu nó có sự lệch pha. Người phụ nữ thì cũng nghĩ rằng mình lên bà nên biết rồi, cũng bà nội bà ngoại rồi, cũng mải làm mải ăn trông cháu trông chiếc không để ý cái món ấy. Thế còn cái ông đàn ông mà mới 57 thì đôi khi nếu mà người khỏe mạnh là vẫn còn ham hố lắm. Thế xong rồi ham hố không được thì bắt đầu nghịch điện thoại. Bây giờ là có cái điện thoại rồi, làm quen với cô này chat chít với cô kia. Đôi khi cũng chỉ trêu chọc nhau để cho nó vui thế, chứ chưa chắc đã gặp cái cô bóng hồng kia đâu. Cô ấy có thể Bến Tre, Đồng Tháp, có thể cũng người ở đâu đó nhưng nó ở trên mạng. Thế rồi nhắn tin, rồi thậm chí có những người kết bạn với nhau, thỉnh thoảng gọi điện xong rồi còn khoe cả cái nọ cái kia cho nhau xem ấy. Để cho nó giải tỏa thế, chứ cũng không nhất thiết là phải đi hẹn đi nhà nghỉ đâu. Người như anh ấy chắc cũng không phải, nếu như mà ham hố thì chắc ham từ lâu chứ không phải đợi đến lúc 57 này đúng không? Thì trước giờ là ngoan đúng không? Trước về không có, nhưng mà ông đi thầu công trình xây dựng á. Đấy, đi công trình nhà, đi tối đâu là nhà, ngã đâu là giường mà ông còn chả hư. Thì bây giờ sắp già rồi không hư đâu. Thứ nhất là ông ấy không bao giờ là chê mình hay bỏ mình để đi lấy ai cả. Tuổi này chỉ có một là trêu chọc ai đấy để cho nó giải buồn, giải trí. Cái thứ hai là nếu mà gạ gẫm ai được để bổ sung cái chuyện là nhu cầu quan hệ vợ chồng nó có vẻ sa sút đói khát. Người đàn ông cứ no bụng và no cái món kia thì tự nhiên ngoan hiền ngồi ở nhà, đuổi đi cũng chả đi, đi có làm ăn gì được nữa đâu, ở nhà no rồi mà nhá. Thế thì mình tôi hỏi anh tí bác sĩ này, anh nhá là đi mổ tuyến giáp đấy. Đi từ cái đợt mổ tuyến giáp thì có phải là sinh lý yếu không, dùng thuốc á? Mình ở cạnh thì mình biết hay không, mình kiểm tra được mà. Vợ là bác sĩ tốt nhất của chồng, muốn biết hay không cứ mần là biết mà. Ông ấy yếu hay khỏe thì biết, nhưng mà tôi nghĩ tuyến giáp là nó ở trên cổ, nó không có liên quan nhiều lắm. Tuyến giáp giáp ở tiếng thượng thận hay là ông ấy bị gọi là cái gì mà liên quan tới tiền liệt tuyến chẳng hạn, thì có thể là nó liên quan trực tiếp. Thế còn tuyến giáp là liên quan sự phát triển tổng thể của cơ thể thôi. Cái này thì chị sẽ kiểm tra lại một chút nhé. Thứ nhất là đừng có quá làm ầm ĩ, đòi hỏi ông là phải nói lời hay ý đẹp như là nói với cô bóng hồng thì không có đâu.
xa mặt không có gì thì mới nhắn tin hay, nhớ lắm vợ ơi, giá bây giờ giá có vợ gần thì thế nhỉ. Thì đấy là nói ở trên mạng thì được, chứ còn nếu mà bây giờ bạn quay ra mình này, vợ ơi cho anh thơm một tí, anh ôm một tí, có khi mình lấy tay mình sờ chán ông ấy xem ông ấy có việc gì không, đúng không? Thế nên mình không phải ghen với mấy cái từ mà ông ấy tán tỉnh cô nào đó, nhưng ở đây chưa có bằng chứng để ông ấy ngoại tình, cũng chưa có cái gì nghiêm trọng hậu quả xảy ra, nhưng nó là cái báo động cho mình biết rằng là bây giờ vợ chồng mới có 55 57, cuộc sống sẽ phải sống nhau rất là lâu, con cái bây giờ nó lớn rồi, các cháu nó cũng có cuộc sống riêng rồi, vợ chồng phải gần gũi, phải chăm sóc nhau, không chỉ chăm sóc cho ăn cho no mà còn chủ động nhiều thứ nữa, dắt díu nhau đi chơi, bịa việc lại cho ông ấy làm, buổi tối thì cứ kêu đau lưng để nhờ ông bóp cho cái vai, thế xong rồi đẻ ông ra là có đau lưng không em tẩm quất cho, rất nhiều người phụ nữ khéo tay hay làm nhá. Trông thì trông ông đần thối đần đát là tưởng là chết rồi, thế mà vợ đè ra xoa bóp rồi cuối cùng cũng một lúc sau ông vùng dậy ôm vợ đấy. Thế cho nên là mình cũng học cách có cái bàn tay vàng, các cụ cũng dậy rồi, muốn ăn thì lăn vào bếp, mình chịu khó một tí nhá. Thế nếu mà được ăn chăm sóc từ em nói với ông thì ông bảo là từ cái đợt mổ đó ông bị sinh lý, ông bị yếu. Ừ. Ông cứ yếu cái đẻ để tôi chữa cho. Ông bảo thế. Không phải cái, mình là vợ, nó của tôi để yên tôi chữa nhá. Nói vui nhưng mà đúng là nó là thật đấy, một sự thật đấy. Suốt ngày suốt đêm là cứ xem cái tâm lý của ba bác sĩ nên tôi xem cả đêm luôn á. Rồi ơi. Thôi anh xem Đoàn một lúc xong quay ra là ôm ông rồi anh đi. Đinh Đoàn đã nói rồi, dành thời gian để xem chương trình Cửa Sổ Tình Yêu ít thôi mà mần ông ấy đi để xem mần, khẳng định là bác sĩ là vợ thì là khẳng định xem là sau thời gian mần ông ấy biết đâu là khỏe ra là sao nhỉ. Yeah. Mà không có đâu. Ông còn đi. Phải cố gắng, mình là một đóa hồng khác của ông ý chứ không phải cái đóa hồng trên mạng kia nha. Vâng. Chào chị, chúc chị có một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Tinh Toàn. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa Sổ Tình Yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa Sổ Tình Yêu mới nhất. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Giang. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Bắc Giang. Alo. Tôi đang nghe đây. Em chào anh nhá. Chào bạn, câu hỏi của bạn là gì? Em ở Bắc Giang này, năm nay thì thực ra em 46 tuổi. Con cái thì hai đứa đều lớn cả, hai vợ chồng thôi, kinh gia đình kinh tế đầy đủ luôn, nhưng mà dạo này không biết sao sống ống chẳng lên quá em. Anh sao đây? Hả? Dạo này súng chẳng lên quá em á. Cái gì lên? Súng của em ấy. Súng á? Vâng. Không thể lên luôn á, mới 46 tuổi. Vâng. Dạo này là bao lâu rồi? Ủa, tình trạng này cũng lâu lâu rồi bác sĩ ạ. Thế à? Không lên một chút nào hay là thỉnh thoảng nó cũng ngốc ngắt? Rồi khi cả tháng ấy chẳng được cái nào nè. Thế mình tự làm thì nó lên không? Không, vợ làm gần vợ nó vầy vò mãi không chả lên quá nhỉ. Ôi biết sao không nhỉ? Mấy tháng này rồi? Vâng. Khổ thân, có bệnh tật gì không? Không bệnh tật gì, anh vẫn khỏe mạnh, bình thường, vẫn lao động bình thường, có làm sao, có cái mức phản đấy, không nên nhỉ. Rồi, nghề gì đấy? Làm nghề gì? Em chạy đi lái xe. Chạy xe à? Chạy cả một ngày là bao nhiêu tiếng? Ngày 10 tiếng anh. 10 tiếng lái xe một ngày. Thế kiếm thu nhập cũng khá đúng không? Vâng. Thế à? Thế mà cái cần thì nó chả thèm lên cho, khổ thân. Hay vâng, là bảo cần này hỏng rồi mất đi rồi hả? Thế thì nhìn thấy cái cô gái khác ngoài vợ thì có thấy nó ngốc ngắc gì không? Không, thì chở anh em vẫn đi karaoke ôm bụng thì nó cũng lên, nhưng chỉ lên cái nó xỉu ngay anh ạ. Cũng nếu mà có vẻ có đối tác thay đổi thì cũng có thể ngúc ngắc thêm một tí, nhưng mà tóm lại là chưa được 2 giây lại xìu xuống rồi đúng không? Vâng. Đã đi khám ở đâu chưa? Em mình chẳng đi khám được, công việc có bận thì cũng chẳng thời gian mà đi. Đấy, bận kiếm tiền, 10 tiếng một ngày đi làm việc thế thì lấy đâu ra thời gian mà đi khám đúng không? Vợ có kêu không? Vợ thì vợ trẻ, vợ em có 38 tuổi. Thế à? Đấy, chắc là nó không than ra mồm thì cũng than trong đầu rồi. Kinh tế gia đình mình mà không giải quyết triệt để là vớ vẩn là mất vợ như chơi nhỉ. Vâng. Có lo không? Có lo mất vợ không?
Trời, chẳng lâu anh nói bác sĩ cho em này xưa để em đi khám, thăm khám xem. Rồi, bây giờ thì chắc là đang sốt ruột về chuyện lời khuyên của bác sĩ. Thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng. Tôi chào bạn. Vâng, chào chị ạ. Cười cười thế thôi chứ lo lắm đúng không? Vâng. Đàn ông mà lại không làm được cái việc đấy nữa thì không thể cười mãi được. Thế mình chán thì vợ trẻ, vợ thì công ty mà mình có 38 tuổi thì chị ơi. Vợ chỉ là một phần thôi. Vâng. Mình phải lo xem mình bị làm sao không ý. Mình ở Bắc Giang nó tiện vô cùng, là mình không xuống đi khám đi mà để tình trạng nó kéo dài như vậy. Cũng muốn đi khám nhưng mà đi làm tại làm cho người ta không có thời gian nghỉ. Mình không có thời gian nghỉ, xong rồi mình kiếm thật nhiều tiền về, xong là lại phải đi dùng tiền đấy để đi mượn bạn khác. Mình nghe nhiều chuyện rồi mà, đúng không? Nói thế thôi, em có vấn đề về cương dương. Nếu mà như chuyện em tả với cả anh Văn từ đầu đến giờ ấy, không cẩn thận nó thành liệt dương ấy. Bởi vì tình trạng đấy khá là nặng. Có khi cả tháng ấy, nó chẳng đi múc ngoài ngoài gì cả. Tức là em không thực hiện được cái hành vi quan hệ tình dục. Vợ thì vợ trẻ nhu cầu đòi hỏi cao, mình không đáp ứng được với em, mình sợ như em ra ngoài nó lại nằng nhằng. Đúng rồi, chuyện đấy mình cũng không thể trách được người ta mà. Cái nhu cầu nó là cái nhu cầu rất là sinh lý, rất là bình thường. Thế quan trọng nhất là mình phải đi khám mà nhá. Bây giờ đi khám đâu? Bây giờ em phải xuống Hà Nội nhá, bố trí thời gian này, xin nghỉ phép đi, bố trí thời gian, tiền, xong em xuống đây, em đến bệnh viện Việt Đức, khoa Nam học bệnh viện Việt Đức, hoặc em đến bệnh viện Đại học Y Hà Nội nhá. Vâng, nói chung là đi khám thì không sao, tiền nong không thành vấn đề chị. Tiền nong không thành vấn đề nhưng có nhiều thứ nó cũng là vấn đề. Và mình phải bố trí thời gian để mình đi khám. Khám khá là kỹ, không phải chỉ cơ quan sinh dục mà em phải khám toàn thân. Bởi vì là cái cương dương của dương vật ý, thì nó phụ thuộc vào rất nhiều các cái yếu tố liên quan. Trong đấy thì cái cơ quan chính là cơ quan sinh dục của mình. Nhưng mà có rất nhiều những cơ quan khác nó cũng ảnh hưởng tới cái cương dương đấy. Vì thế em chưa đi khám bao giờ thì em phải bố trí thời gian. Tại sao chị cứ nói thời gian? Bởi vì có thể em phải đi 1-2-3 ngày để em khám tổng thể xem là nó trục trặc nó ở cái khâu nào. Và người ta sẽ tìm nguyên nhân và từ đấy mới có thể xử lý được cho em. Một khuyến cáo chị muốn gửi tới em là các cái thuốc điều trị của Nam học ý, nó tương đối là đắt tiền. Và điều trị nó trong thời gian nó cũng khá là dài. Cái tiến triển của nó rất là chậm, chứ không phải là mình điều trị hôm nay mà ngày mai nó cương lên được đâu. Mất thời gian chị nhỉ? Nó rất mất thời gian đã đành rồi. Và mình phải rất là kiên trì, phối hợp thật là tốt với bác sĩ, tái khám đúng với quy định. Thì hy vọng là của em sẽ được cải thiện, bởi vì em vẫn rất là còn trẻ. Thực ra cái tuổi của em bây giờ nó đang là thời kỳ rất là khá là sung sức của hoạt động tình dục ấy. Thế mà mình đã gặp cái tình trạng như vậy thì mình cần phải tìm nguyên nhân xem là vì sao nó bị như thế nhá. Nếu có điều kiện thì cả hai vợ chồng cùng đi khám, để vợ cũng biết là mình, cái tình trạng bệnh của mình nó như thế, để phối hợp cùng với cả bác sĩ điều trị tốt cho mình cả về mặt tâm lý cũng như là về mặt thể chất, chứ không có là vợ ơi. Lại bác sĩ ơi, em muốn hỏi nhỏ một câu này. Này em chỉ cái đấy rất muốn, nhưng bây giờ mình cái đấy không làm được, chúng ta toàn bắt em quan hệ bằng miệng thôi. Thôi thì miệng. Thì mình cố gắng thôi. Không dùng được cái này thì lại dùng cái khác. Nếu mà còn cái khác không đáp ứng được nữa thì thôi giải tán đi cho nhanh. Đôi khi phải chiều. Thế thôi, em phải đi khám đi nhá. Đừng để nó, đừng trì hoãn vì bất kỳ lý do gì, bởi vì đấy là một cái phần rất là quan trọng trong cái sức khỏe của em. Cố gắng dành thời gian. Xin nghỉ đâu 1-2 ngày em xuống Hà Nội. Rồi, cố gắng dành thời gian để chăm sóc sức khỏe cho bằng chính bản thân mình. Nghe nó đứa lớn nó làm với Hà Nội mà bác sĩ à. Rồi, không phải khoe. Vâng. Nhá. Vâng. Rồi, xin chào bạn. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu. Số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Hải Phòng. Em năm nay 45 tuổi. Vâng. Chồng em mới mất cũng đã được hơn 5 năm nay rồi. Thế à? Vâng. Hiện tại thì em đang có 2 con trai. Em ở cùng với bố mẹ chồng em ạ. À. Và bố mẹ chồng em cũng đã đều 90 tuổi rồi.
Mẹ thì khỏe nhưng mà bố thì bây giờ là sinh hoạt cá nhân mà. Một phần phụ thuộc vào em đi tắm rửa hàng ngày là cần thay bỉ các thứ nào em làm. Em từ khi mà chồng em mất cho đến thời điểm năm ngoái thì chưa bao giờ em có từng nghĩ một ý định này. Em sẽ có tình cảm với một ai hay em gặp với một ai hoặc là định đi xây dựng gia đình thêm một bước nữa. Nhưng đến thời điểm năm ngoái thì có một anh bạn vừa là bạn học, bạn bằng tuổi em. Anh ấy cũng để ý em từ bao giờ em không biết, nhưng mà qua một vài lần nói chuyện sau đó thì là chúng em nói chuyện nhiều hơn và nảy sinh tình cảm. Em thấy thương anh ấy và câu chuyện nhiều lên. Cho đến người qua một đợt đi du lịch cùng với hội thì về mọi người cũng chỉ là trêu thôi, nhưng mà mẹ em nghĩ đó là thật. Thế này mẹ em đã đi hỏi một số người và mẹ em gọi điện cho người thân của em nói là không cho phép em có tình cảm với anh ấy, bắt em phải dừng lại, nếu không thì mẹ em và gia đình em sẽ cự tuyệt mẹ em. Và không những thế, mẹ em còn đến gia đình nhà anh ấy gặp, mẹ anh ấy còn gặp ở đường nữa. Làm câu chuyện nó đi đến chỗ nó phức tạp, trong khi em chưa hề biết một cái gì luôn. Anh đấy thì thực ra thì chắc là anh ấy cũng có ý định thật, cho nên là anh ấy đã chỉ nghỉ việc và anh đến anh nói với mẹ em là cháu có tình cảm thật với bạn ấy, nên là bây giờ thì cũng nhân cơ hội đến cháu xin phép cô này cho cháu được chăm sóc bạn ấy. Cháu sẽ khẳng định với cô là cháu sẽ lấy bạn ấy, nên là mong cô thông cảm và cô cho phép con cháu được đến với nhau. Rồi. Thực ra thì em cũng nghĩ là nếu như trong thời điểm đấy, nếu như mẹ em bình tĩnh nói với em thì có khi em cũng sẽ suy nghĩ theo cái tình huống chiều, nhưng mà như thế thành ra là trong những lúc bây giờ thì em cũng thấy bây giờ thất vọng người ta. Xin lỗi bạn, thời lượng không có nhiều, đâm ra bạn đi vào câu hỏi của mình chính đi. Bạn mong muốn điều gì ở chúng tôi? Bây giờ thì em và anh ấy là rất là thương nhau, anh ấy không giấu gì với em một cái điều gì cả. Và chỉ còn về phía bên gia đình nhà em thì mẹ em và cô em là tuyệt đối là cấm em. Em hỏi là nếu như bây giờ em đến với anh đấy thì em có là làm những điều sai trái không? Rồi. Hay lại là giả dụ nhà mà bạn đi lấy chồng đi bước nữa ấy, thì thì bạn sẽ rời xa bố mẹ chồng mà bạn là người đang là chăm sóc chính à? Và em chỉ gần như người như chăm sóc chính, nhưng mà anh ấy nói là bởi vì nhà chúng em ở gần nhau cho nên anh nói là sẽ thương em vì em rất là vất vả, nhưng anh ấy sẽ là động lực cho em thì em vẫn có thể chăm sóc được bố mẹ chồng. Không phải là tuyệt đối 100% như trước kia, nhưng mà em vẫn là đóng vai trò một vị trí quan trọng, vẫn phụ giúp ông bà và cả các con em. Hai cậu con trai thì lớn chưa? Hai cậu con trai lớn chưa? Một cháu thì ngoài 20 rồi, còn một cháu đang học cấp 2. À, đang học cấp 2, còn rất là bé đúng không? Vẫn còn không, phải học lớp 8 ạ. Vẫn cần phải có mẹ để dạy dỗ, chăm sóc đúng không? Thế bên nhà chồng bạn thì có đông con, nhiều cháu không? Bên nhà chồng em thì có 5 người con trai và một cô con gái. À, 5 người con trai cơ à? Thế mà nhưng cũng đã mất 3 anh rồi, còn chỉ còn 2 anh thôi, nhưng 2 anh thì ở Quảng Ninh. Tôi hiểu rồi. Và bây giờ là cái tình cảm của bạn là cũng có với cái cậu bạn học kia. Và cậu bạn học kia thì cũng có tình cảm với bạn, mà không những có mà lại còn đi rậm rạp cả phía nhà bạn lẫn về phía nhà anh ấy đúng không? Thế hoàn cảnh gia đình của anh ấy thì ra sao? Anh ấy thì vợ anh ấy gặp bồ cho nên là cũng nhiều lần đánh cho vợ cơ hội rồi, nhưng mà cũng không níu kéo được. Nên là vợ chồng anh cũng chia tay nhau hơn 4 năm rồi. À, tức là cũng bỏ nhau rồi đúng không? Vâng. Rồi. Anh Đình Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, xin chào Hải Phòng nhé. Dạ, việc đầu tiên thì phải khẳng định rằng mình là một phụ nữ còn rất là trẻ, 45 tuổi còn trẻ lắm. Thứ hai nữa là mình là người quá phụ, tức là chồng đã mất tương đối lâu. Hiện nay mình cũng đang nuôi con, nó sắp trưởng thành cả rồi và đang chăm sóc bố mẹ chồng rất là tốt. Về lối sống, tư cách, đạo đức của mình không có gì để chê trách cả. Mình là một người phụ nữ đã mất chồng, cái nguyện vọng hay là cái quyền của mình được đi bước nữa đó là hoàn toàn hợp pháp, không về mặt luật pháp là không có vi phạm bất cứ điều gì. Bây giờ còn được nói về phía cái anh bạn trai mà học cùng của mình, người cùng làng, anh ấy cũng đã ly hôn vợ.
nghĩa là một người đàn ông độc thân. Vậy về mặt luật pháp thì một người đàn ông độc thân với một quả phụ hoàn toàn có quyền tìm hiểu, yêu thương nhau. Nếu tiến tới hôn nhân thì pháp luật bênh vực và ủng hộ, không ai có quyền ngăn cản. Việc đầu tiên là mình cứ phải sống cho đúng luật đã, đúng không? Thế còn thì quan niệm của mỗi một người mỗi một khác. Ví dụ như là bố mẹ mình, năm nay mình 45, chắc bố mẹ cũng phải 70, ngoài 70. Trong con mắt của các cụ tương đối cũ kỹ cho rằng là thôi, lấy chồng rồi, cũng 45 rồi, còn đẻ đái gì nữa đâu. Đã hai thằng cu rồi, bây giờ cố ở lại mà chăm sóc bố mẹ chồng để có cái nhà mà ở. Mai kia các con nó lấy vợ, mình trở thành bà nội. Nay đi bế cháu cho thằng cả, mai đi bế cháu cho thằng hai. Và cuộc đời như thế là xong. Tuy nhiên thì đấy là cách nhìn của những người một thế hệ rất là cũ rồi. Nghĩ rằng đời phụ nữ là như thế thôi, chồng mất thì sống vì con. Nhưng mà bây giờ xã hội hiện đại là không ai thương yêu mình bằng chính bản thân mình. Ngày xưa phong kiến thế mà các cụ cũng đã dạy rằng là con chăm cha không bằng bà chăm ông. Con nó lớn lên nó cũng sẽ có cuộc sống riêng của nó. Thằng cả hay thằng hai rồi nó cũng sẽ lấy vợ. Rồi nó cũng phải chăm sóc vợ và con của nó. Lúc ấy mình trở thành người mẹ sống một mình. Và bây giờ thì cái tuổi của mình nó còn đang có cơ hội. Mình 45, 47 thì còn có ai đó người ta yêu thương, người ta tìm hiểu, người ta còn đến. Chứ còn một mai nữa bố mẹ chồng của mình rồi chắc sớm muộn các cụ cũng không thể ở mãi với mình. Lúc quay ra mình là một bà già 60 rồi. Con thì nó có phận của con, mình sẽ rất là cô đơn, rất là buồn tủi. Thế cho nên còn thì mình không cần cãi các cụ. Vâng thôi, con lớn rồi, con cũng 45 tuổi đầu rồi, con cũng là mẹ của hai đứa con, nếu phúc đức là con cũng lên bà rồi. Cái việc ấy mẹ cứ để cho con từ từ con tính, mình không cần cãi. Các cụ nhà mình toàn 70, 80, bây giờ mình em nhẹ mình cãi, mình đòi đi lấy chồng, các cụ này bảo là thế nọ thế kia, đúng không? Nhưng trong lòng thì cứ nói với anh ấy, anh bạn của mình ấy, là chúng ta làm việc này không hề vi phạm pháp luật. Cứ nghiên cứu, cứ tìm hiểu, mình xác định đi. Lấy anh ấy thì chắc chắn mình phải rời bỏ gia đình nhà chồng, bởi vì không ai đi lấy chồng là cứ ở lại chăm sóc bố mẹ chồng cũ. Chẳng có cái người chồng mới nào, người ta đủ độ lượng, người ta có thể thỉnh thoảng cho mình qua lại thăm thôi. Chứ còn ở lại nhà chồng cũ và chăm sóc bố mẹ chồng thì chắc không, đúng không? Thế xong rồi xem các con nó có ủng hộ không, ý tứ các con thế nào. Nếu thuận tình cả hai bên, cộng với các con cũng không có cái gì gay gắt. Rồi mình cũng tính đến cái nước là sẽ ở đâu, nhà cửa thế nào, làm ăn sinh sống ra sao. Có rất nhiều điều để phải thỏa thuận với nhau. Đằng sau em có một gánh nặng nhiều lắm. Thứ nhất là hai thằng cu, mà là hai thằng cu con trai. Em sẽ phải lo cho các con. Nếu may mắn mà các con ngoan ngoãn thì rồi ngày một, ngày hai trưởng thành thì rồi nó có vợ. Đấy là nó thuận thì nó là như thế. Nhưng mà không ai nói trước được điều gì. Nếu các cháu mà nó lại khó khăn, nó lại vấp váp, em sẽ phải dành nhiều thời gian hơn cho con đấy. Dù gì chăng nữa thì con là em rứt ruột đẻ ra mấy chục năm nay, em sẽ dành tình yêu cho con. Chắc chắn sẽ không chăm sóc gia đình hay là chăm sóc anh được nhiều. Mình nói là cho cái cậu bạn, cậu cũng biết như thế đúng không? Và chắc cậu cũng hiểu thôi, bởi vì cậu cũng đã từng có vợ và cũng đã có con riêng. Cậu cũng sẽ có lúc phải chơi với con riêng, thăm con riêng, tặng quà con riêng. Hai bạn rổ giá cạp lại, chắc chắn nó cũng sẽ có nhiều khó khăn. Nhưng ở đời rất là nhiều đôi vì thương nhau, người ta vượt qua mọi khó khăn để xây dựng hạnh phúc cho mình. Còn lại tất cả những ý kiến của bố mẹ đẻ nhà mình hay bố mẹ chồng hay là người ngoài, chỉ để nghe cho tham khảo thôi nhá. Mình mới là người quyết định chính. Và khẳng định rằng các bạn hoàn toàn có quyền đến với nhau, yêu nhau và kết hôn một cách rất là hợp pháp nhá. Bạn đã lắng nghe những lời chia sẻ của chuyên gia tâm lý học Linh Đoàn rồi chứ? Mặc dù là có rất là nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với bố mẹ chồng hiện tại, như bạn nói là 90 tuổi rồi, cụ ông thì nằm liệt, cụ bà thì cũng yếu rồi đúng không? Thế đâm ra là tất cả các phương án mà mình lựa chọn thì mình nên cân nhắc để làm sao tất cả mối quan hệ giữa các bên đều hài hòa nhé. Xin chào bạn, cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 02438262625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất.
Thưa quý vị khán thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thanh Hóa. Alo, xin chào khán giả gọi đến từ Thanh Hóa. Tôi trước tiên tôi xin rất hâm mộ ban chuyên gia tâm lý Cửa sổ tình yêu. Dạ vâng, cảm tôi, ơn bạn. Tôi chúc sức khỏe ban chuyên gia tâm lý mạnh khỏe. Vâng. Tôi xin hỏi cho con trai tôi là 40 tuổi, con dâu 31 tuổi. Nhưng sau con trai tôi lấy vợ đẻ được một cháu gái khỏe mạnh bình thường. Năm nay lên lớp 4 học giỏi. Nhưng con dâu sinh cháu thứ hai và thứ ba đều là con trai. Mang thai nhi chỉ được 5 tháng là phát triển bình thường. Đến tháng thứ 6 là cạn nước gối, phải đi ra bệnh viện Phụ sản Hà Nội, bệnh viện sản Trung ương. Rồi. Khám bác sĩ bảo phải truyền nước gối, chỉ được có 1 tháng lại phải truyền tiếp. Tháng thứ 7 khám lại thai nhi phải mổ cả 2 lần thì cứ mẹ cháu sinh ra 2 lần đều mất. Rồi. Cháu có bệnh bằng quang tật nguyền. Thai nhi ông bà bố mẹ rất buồn nhưng phải động viên con dâu không đẻ nữa, đó là số phận. Tôi xin hỏi bác sĩ Hải có đẻ lần thứ 4 được không? Xin cảm ơn bạn chuyên gia tâm lý. Năm nay bác bao nhiêu tuổi đấy ạ? Tôi năm nay 64 tuổi rồi. Rồi, thế thì cách trình bày của bác hơi khó khăn hay bác chỉnh chu quá, hình như là bác viết ra giấy để bác đọc cái sao? Không, nhẩm trong đầu từ bữa lâu thì đăng ký lâu rồi nhưng mà... Đâm ra là cụ cẩn thận quá, là cụ ghi câu hỏi ra để vừa rồi đọc đúng không? Không, cho nên tôi nhớ trong đầu giống như kiểu thuộc lòng á. À, thế là thuộc lòng trước câu hỏi để khi được kết nối với chương trình thì làm sao đỡ phải vấp váp đúng không? Anh Thành Văn thế này, các anh là dặn là cái chương trình là không nói dài, không nói nó nói ngắn gọn để còn dành cho người khác. Rồi. Đấy, cho nên là tôi cũng thấy cách đọc để tôi nói cho nó gọn. Thế là hiện tại thì ông có mấy cháu nội rồi? Tôi được nội ngoại nó thì được một cháu gái, còn cháu thứ hai được một cháu trai một cháu gái, nghĩa là ba cháu rồi. Đây, và bây giờ là cu cậu này, cu cậu con trưởng đúng không? Vâng. Là mới có cô con gái học lớp 4. Vâng, học hai lần ấy. Có thai thì cô con dâu có thai thì đều từ tháng thứ 4 trở đi là cạn nước ối đúng không? Tháng thứ năm đấy. Là cạn nước ối, mặc dù thì cũng đã xử lý ở bệnh viện rồi, thế nhưng mà đến tháng 7 thì là không giữ được thai nữa và phải cho ra thai đúng không? Vâng. Vâng, và bác cũng rất là mong muốn là con dâu mình có sức khỏe tốt thì để có thêm cháu, thêm con đúng không? Vâng. Rồi tôi tóm lược cái câu hỏi của bác là như vậy. Và bây giờ thì bác sĩ Trương Văn Phi sẽ trả lời những cái thắc mắc mà bác vừa nêu nhé. Xin mời anh Phi ạ. Vâng. Xin chào bác. Tôi cũng được nghe qua câu chuyện của bác chia sẻ về tình trạng của con trai bác và con dâu ấy. Thì đầu tiên ấy, là anh chị ấy vẫn có khả năng sinh sản được bình thường. Đầu tiên là có một bé gái rồi. Và sau đó thì mong bạn thứ hai, thứ ba ấy, thì đều đang gặp tình trạng là bị sinh non và cạn nước ối. Thì trong trường hợp này chúng tôi thường chẩn đoán gọi là một tình trạng vô sinh thứ phát. Vô sinh thứ phát tức là đã từng có con được bình thường. Và với những trường hợp vô sinh thứ phát như này ấy, thì chúng ta cần phải bàn luận lại xem là về cái độ tuổi mà sinh sản của anh chị bây giờ hiện tại có lớn hay không. Vì lúc đầu ấy, có một bé gái thì người vợ có thể đang là độ tuổi đang khoảng hai mấy, dưới 30. Thì cái chức năng sinh sản người phụ nữ nó có thể tránh được các cái dị tật của thai nhi. Và bây giờ con dâu của bác là hiện tại trên 30 tuổi rồi, thì thường phụ nữ càng cao tuổi thì khả năng mang thai nó sẽ có nhiều bất thường, đặc biệt là các dị tật. Thứ hai nữa là với người chồng càng lớn tuổi thì cái chất lượng, số lượng tinh trùng nó cũng sẽ ảnh hưởng khi mà tạo thành phôi. Vậy thì với những trường hợp này chúng tôi cần phải bàn luận lại cái gì? Cái thứ nhất về phía người chồng phải chuẩn bị trước là một cái chất lượng tinh trùng thật sự tốt. Vậy muốn chất lượng tinh trùng tốt thì những yếu tố mà nó ảnh hưởng đến bất thường về hình dạng, bất thường về di truyền ấy, thường là nó liên quan đến các cái chất kích thích như thuốc lá, thuốc lào và một số yếu tố công việc như làm việc trong môi trường nóng. Thứ hai nữa là vì như bác vừa chia sẻ là hai lần mang thai thứ hai, thứ ba đều liên quan là con trai đúng không ạ? Vậy thì với những trường hợp này thường người ta cần phải để ý xem có một cái bất thường di truyền nào liên quan đến nhiễm thể giới tính ở nam hay không. Vì chúng tôi trong cái chuyên ngành về hiếm muộn ấy, chúng tôi thường gặp những trường hợp nó bất thường về di truyền nhiễm thể giới tính ấy, thì nó sẽ có những cái giai đoạn thai nó chậm phát triển gọi là lưu thai, hoặc là có một số dị tật nó liên quan hay bất thường về
về giới, giống như trường hợp mà bác vừa chia sẻ là có dị tật liên quan đến bằng quang, đúng không ạ? Vâng, đấy. Thì khi mà có một cái tình trạng mà liên quan dị tật hai lần liên tiếp là chúng tôi phải tư vấn xét nghiệm về di truyền cho người nam. Thông thường ở người chồng cần phải đánh giá xem là bộ nhiễm thể có bất thường về nhiễm thể giới tính Y không. Thứ hai là các đoạn gen khảo sát liên quan trên nhiễm thể giới tính này. Đó là về phía người chồng. Thứ hai là về người vợ ấy, thường ấy, khi mà có tình trạng lưu thai, sảy thai liên tiếp trên hai lần chẳng hạn, thì người ta cần phải đánh giá một số xét nghiệm. Như xét nghiệm đầu tiên đấy là anti-phospholipid, nó liên quan sảy thai lưu thai. Thứ hai là một số xét nghiệm liên quan đến rối loạn đông cầm máu. Cái thứ ba nữa là cần phải đánh giá về xét nghiệm bộ nhiễm thể của người nữ. Và trong trường hợp một số trường hợp chuyên sâu ấy, khi mà con của bác đã làm ở tại Phụ sản Hà Nội, Phụ sản Trung ương ấy, thì bao giờ người ta sẽ sinh thiết cái ối đấy, cái tổ chức mà thai mà sau khi người ta đưa ra ngoài ấy, người ta xem là cái thai đấy có bị dị tật hay không. Nếu mà người ta đánh giá dị tật hoặc là người ta đánh giá có bất thường di truyền từ cái thai đó, thì người ta sẽ khuyến cáo là với những trường hợp này nên can thiệp bằng y khoa, tức là không nên có thai tự nhiên nữa mà phải làm bằng hỗ trợ sinh sản hay gọi là thụ tinh ống nghiệm ấy, và người ta sẽ sàng lọc cái phôi đó, loại trừ cái bất thường mà cái di truyền mà người ta tìm được, thì khi đó người ta chọn một cái phôi bình thường đưa vào buồng tử cung cho người vợ để có thể mang thai được khỏe mạnh. Cái thứ ba trong trường hợp này nữa là với trường hợp của con dâu bác ấy là lớn tuổi, và cái can thiệp mà hai lần xử lý cái thai ấy, nó có nguy cơ ảnh hưởng cái buồng tử cung. Với những trường hợp này thường nó sẽ có nguy cơ dính cái buồng tử cung, và mang thai lần sau nó sẽ có những nguy cơ gì? Một là vẫn bị sinh non tiếp, thứ hai nó sẽ có nguy cơ bị băng huyết hoặc là rau cài răng lược, và như thế rất nguy hiểm đến khả năng ảnh hưởng đến tính mạng của người con dâu của bác. Và cái thứ ba nữa là thường là người ta sẽ cân nhắc là xem cái việc mang thai này, cái lợi ích giữa cái lợi ích và cái nguy cơ cái nào lớn hơn. Ví dụ người ta thấy là nguy cơ nó có thể ảnh hưởng đến tính mạng, nguy cơ có thể vỡ tử cung trong quá trình mang thai, thì người ta có thể cân nhắc là có thể không nên sinh trong giai đoạn này nữa. Thì để được đánh giá một cái khả năng mang thai bình thường hay không, thì tôi nghĩ bác có thể động viên anh chị ấy là đi khám ở một cái trung tâm nào đấy chuyên sâu về hiếm muộn, tầm soát cho cả người chồng, tầm soát cho cả người vợ về khả năng sinh sản hiện tại này, khả năng mang thai này, và khả năng cái nguy cơ mà lúc mà thai lớn ấy, có ảnh hưởng gì đến hay không bác ạ. Đây là việc liên quan đến sức khỏe của chính vợ chồng con trai bác, cũng như là sức khỏe của em bé tương lai. Đâm ra là mình cứ phải đi khám, tầm soát tất cả những cái yêu cầu cần thiết. Và cái chuyện có thai bình thường hay không có thai bình thường ra làm sao thì sẽ được các bác sĩ ở bệnh viện đó tư vấn. Chào bác ạ, cảm ơn bác sĩ Phi. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 02438262625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Tuyên Quang. Alo Tuyên Quang đâu ạ? Dạ em đây ạ. Vâng. Chào chị ạ. Câu hỏi của chị là gì? Câu hỏi của chị là hôm nay chị muốn tiến tới với ban tư vấn là chị muốn hỏi về luật hôn nhân và gia đình. Rồi. Chị và anh ấy kết hôn được năm nay là 30 năm. Vâng. 30 năm thì cũng có hai cháu, một nam một nữ. Vâng. Hai cháu là lớn rồi, đi công nhân rồi. Vâng. Còn hai anh chị ở nhà, nhưng mà anh ấy chỉ là kiểu là có tính trai gái. Ừ. Xong rồi, mà về kinh tế, về kinh tế thì hoàn toàn là chị phải lo hết. Vâng. Con cái chị cũng phải lo hết, nói chung là anh không lo một cái gì kinh tế trong gia đình cả. Vâng. Thế từ năm ngoái giờ thì anh ấy lại đi với, không phải là đi với một cô mà đi với ba cô một lúc cơ. Thế à? Nên chị đi làm về thì chị cũng thấy như thế, hoàn cảnh như thế thì chị. Alo chị ơi, chị vừa chạy ở đâu về đấy à? Chị đang đứng ở nhà mà. Thế sao cứ hổn hà hổn hển thế? Người chắc là nó mệt, nó hồi hộp đấy. Thế à? Hay là gặp các chuyên gia trong chương trình Cửa sổ tình yêu, đâm ra là hồi hộp quá. Đấy, đang hồi hộp tại vì cũng chưa bao giờ được nghe thấy, đâm ra hồi hộp quá thì nói rồi, hơi run. Thế là năm nay được bao nhiêu mùa xuân rồi? Năm nay ra 61 rồi. Ủa thế nghe giọng trẻ thế. Rồi đến đoạn là hai con trai chị phải lo hết việc nhà, việc cửa rồi chăm sóc nào, mà chồng thì lại cứ đi cặp bồ, thế mà cặp tận ba cô cả.
bé thì lại là một với hai nó lại dẫn về nhà. Chị nói cơ chị mới làm nhà được 4 năm nay, thế nhưng mà chị đã bảo anh là nếu mà đi ra ngoài thì đi, nhưng mà chị không cấm. Thế nhưng mà kiểu anh lại còn dẫn về nhà, kiểu chồng mình lại bảo không cấm. Thế thì cấm cái gì? Không, nhưng mà ý định là mình nghĩ như thế, nhưng mà mình không nói ra, em hiểu không? Rồi. Mình nghĩ là mình không cấm được với con người ta đến như thế. Thế bây giờ ông ấy có bỏ nhà bỏ cửa để đi theo bồ không? Hay là vẫn là cơm nước ở nhà? Thế chỉ có thỉnh thoảng đi cặp bồ lăng nhăng thôi? Chỉ là lăng nhăng thôi chứ còn không bao giờ. Không dám mình rời xa chị đúng không? Bởi giờ ra chị có khi lại đói. Dạ. À, chị thì bây giờ chị cũng nghĩ là thôi. Lúc mới đầu thì cách đây mấy tháng thì cũng hỏi tư vấn đấy, nhưng mà chưa đến lượt thì chị cũng nóng lòng nóng ruột đấy. Thế à? Thôi thì chị chỉ muốn là nhờ bên tư vấn xem là bây giờ con đường của chị, thì chị cũng nghĩ là các cháu nó cũng bảo chị là buông bỏ, thì chị cũng đành là nghĩ buông bỏ, nhưng mà anh ấy thì anh không bỏ chị. Thế nhưng mà chị bỏ bây giờ bỏ để thương Vương thì tội, nhưng chị nghĩ là chị xác định là cuộc sống là chị sẽ đi làm ăn để giữ bản thân cho mình và giữ lấy đồng tiền của mình thôi, còn kệ anh ấy ở nhà. Rồi. Thế mà thế rồi theo các cháu thì nó cũng như thế, nó mẹ để về để ở với chị con. Thế chị thì kinh tế thì chị không phụ thuộc anh một cái gì cả. Chị của anh phụ thuộc thôi chứ chị không phụ thuộc cái gì. Thế nhưng mà chị muốn đi như thế thì không biết là muốn hỏi bên tư vấn gì các em, anh Vinh Đoàn lại các con thì cũng lớn rồi đúng không chị? Và các con thì cũng ở riêng rồi đúng không? Các con thì cũng chưa xây dựng gia đình, nhưng mà các cháu đi làm ở công ty. À. Thế giờ nó muốn là mẹ về đấy thì lúc ốm đau thì mẹ còn lo được, chứ nếu mà ốm đau ở nhà thì bố không lo được cho mẹ, bố không quan tâm gì. Mà bây giờ bố đi bịch, bố đưa về nhà như thế thì chúng con không bao giờ bỏ quá cho bố được. Rồi, mẹ thì vẫn trẻ khỏe chứ làm sao mà phải lo sức khỏe, chăm sóc là gì đâu, đúng không? Nghĩ như thế này em ạ, trên chị thì cá chuối đám đuối thì con thì bây giờ chỉ nghĩ được gia đình, nhưng mà anh như thế nói mãi không được. Rồi. Bây giờ chị cũng bỏ là như thế, là dành là xác định là hết tháng này thì chị cũng bỏ chị đi. Nhưng mà chị cũng không nói với ai, ngoài ra bạn bè trước thì còn nói, nhưng bây giờ chị không nói tâm sự với một ai về cái ý đồ này của mình. Rồi. Thế thì chị muốn hỏi bên tư vấn xem là con đường của chị quyết định thế có đúng không hay không, hay là như thế nào, thì chỉ muốn là bên tư vấn hộ chị một câu hỏi với chị đấy thôi. Rồi, không dám tâm sự với ai, kể cả bạn bè thân thiết, nhưng mà đi tâm sự với chương trình Cửa Sổ Tình Yêu. Mà chương trình Cửa Sổ Tình Yêu thì phát sóng toàn quốc, thế đâm ra cả xã hội nghe thấy câu chuyện của chị mất rồi. Bây giờ chúng ta ý định là mình nói, nếu trước kia mình nói ra thì là kiểu có mỗi người lại bạn bè cũng tham gia, người thì bảo đúng bỏ rồi. Người thì phải cái người gàn mình... rồi lại người ủng hộ, rất là phân tâm đúng không? Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với chị nhé. Xin mời chuyên gia tâm học Đinh Đoàn ạ. Rồi, xin chào Tuyên Quang nhé. Vâng ạ, em chào anh ạ. Ừ, công nhận là giọng trẻ ban nãy anh Thành Văn khen là đúng. Mình thì làm gì? Mình làm công nhân, mình trước làm cán bộ, nay nghỉ hưu, hay làm nương rẫy hay kinh doanh? Trước thì em làm giáo viên dạy mầm non anh ạ, nhưng mà vì hoàn cảnh gia đình nhà chồng không cho làm thì cũng bảo là em về. Thế là em làm được 15 năm trong ngành thì là em cũng phải về đi dần nông thôn, nhưng mà em cũng làm nghề tự do, tức là buôn bán chạy chợ, rồi nói chung là về kinh tế thì cũng được 7-8 triệu một tháng. Ồ, thế hả? Chỉ được đủ tiêu thôi. Vâng. Chồng em thì ở nhà làm ruộng, với lại cũng làm cây cảnh. Thật ra thế này này, về đại thể là những thứ mình có là rất là nhiều rồi, con cái trưởng thành có nếp có tẻ, vợ chồng cũng sống với nhau được đến bây giờ, cũng có nhà có cửa, mình cũng còn khỏe, ông còn khỏe, đúng không? Vâng ạ. Chỉ mỗi cái món kia là nó trục trặc này, thì cũng hỏi nhỏ một tí đi, mình cái món đấy mình có còn làm được không? Dạ không, nói chung là từ ngày mà nhà em đi rồi, ba cô này thì không phải là dùng từ cái gì, toàn là những cô mà kiểu là lăng nhăng thôi, kiếm tiền thôi. Cái này em cũng không, rất là sợ. Mình đang nói là về cái quan hệ vợ chồng ấy, mình còn hứng thú và mình còn làm được không? À không, đối với em thì cũng vẫn bình thường anh ạ, nhưng mà bây giờ là không đến với chồng. Bây giờ thì nghe cái cảm xúc nó không còn đúng không? Cứ mỗi lần nghĩ rằng là chung đụng vợ chồng thì nghĩ rằng ông ấy lại đã từng như thế với người khác, thành ra mình thấy ghê, chứ còn không phải là do lý do sức khỏe hay là tuổi tác đúng không? Vâng ạ, đúng ạ. Ừ, tức là làm vẫn được. Thật ra thì thấy trong cái chuyện này mình có một cái lỗi ở đây đó là lỗi tốt quá. Vâng ạ. Một người đàn ông nếu là vợ chồng chung sống với nhau, lấy cái tình thương yêu làm quan trọng, nếu chẳng may anh ấy ốm đau khuyết tật không lao động được, người vợ có thể một lòng một dạ chăm sóc nuôi không chồng cả đời cũng không sao cả, ngược lại người vợ cũng thế, lúc ấy cần cái tình chia sẻ, tình yêu thương. Nhưng đây thì sức dài vai rộng vẫn còn làm được, không chịu làm ăn gì, ăn bám vợ đã thế lại còn gái gú không biết mình là ai, thế mà bao nhiêu năm nay, mấy năm nay mình vẫn cứ nuôi không. Mình nuôi một cái người đàn ông vô tích sự, không những là vô tích sự mà lại còn coi thường mình, đưa cả gái về nhà, coi như mình, nói theo dân gian là coi mình như chết rồi, đúng không?
Vâng ạ, đúng ạ. Và như vậy thì cái điều ấy là vô cùng xúc phạm. Hẳn đúng. Như thôi cũng có không ít những người đàn ông yêu thương đúng. Vợ con, nhưng mà thôi đến cái tuổi này rồi, người phụ nữ nó cũng quả cắt quả tùng, trong khi ông ấy cũng còn khỏe, nhu cầu ông quá lớn, thỉnh thoảng ông có ăn vụng ăn trộm ở bờ khoai bãi mía gì đó mà không ai biết thì thôi, tặc lưỡi chấp nhận, mắt không thấy thì tim không đau. Nhưng mà đây là công khai đàng hoàng rồi còn đưa cả về nhà thì rõ ràng là anh ấy không được. Vậy thì không có ai có thể giáo dục lại anh ấy được nữa đâu. Tính anh như thế, một con người lên đến cái 60 mấy tuổi đầu rồi, sắp lên trước ông rồi, tất cả mọi cái đạo lý ở đời phải hiểu. Còn anh không hiểu thì chắc chỉ có trời mới thay đổi được. Mình đừng tốn công tốn sức ngồi đấy mà răn khuyên dạy dỗ gì cả. Mình giải phóng cho mình. Không cần thiết. Ở đây con nói là buông bỏ, nó có hai cái cấp độ của buông bỏ. Cái buông thứ nhất đó là coi ông ấy như chết rồi. Đời mình lo, mình kiếm tiền, mình ăn, mình chơi, vui đâu thì đi, tham gia các hội nhóm, thỉnh thoảng đi xuống chỗ các con. Các con nó làm một công ty, chắc chắn là nó có ở nhà thuê, nhà trọ, mình xuống đấy, mình chơi với con một tuần, xong biết đâu mình nghiên cứu thị trường, biết đâu lại nghĩ là ôi thế thì mẹ lại ở đây, mẹ sáng mẹ nấu một nồi xôi với lại một ngày bán độ 20 bát chè với lại vài bao thuốc lá, có khi cũng đủ sống mà lại vui, gần con gần cái. Bởi vì tuổi 61 của mình thời đại này là còn trẻ lắm, còn khỏe lắm, đi xe máy nhoáy nhoáy đúng không? Vâng ạ. Đấy, thế thì tội gì đã phải bà già cốt tai bít đâu mà phải ngồi đấy để canh chừng nuôi báo cô một cái ông mà ông ấy bạc bẽo với mình. Vâng. Không cần nhất thiết là phải đưa nhau ra tòa ly hôn. Bởi vì ly hôn thì vẫn vậy thôi. Con thì nó độc lập rồi, nó tự chủ rồi. Bây giờ ly hôn liên quan việc chia đôi cái nhà, ai ở cái nhà thì lại bù cho người bên kia mấy trăm triệu ra đi, rồi cũng không thay thế được gì. Mục đích của mình tự mình lo, mình coi ông ấy không, nói chung là không nuôi, không quan tâm, để xem ông ấy còn sống được bao lâu, ông ấy sẽ còn những ai theo. Để ít nhất không có mình, ông ấy nhận ra cái sự thiếu vắng, ông ấy nhận ra rằng từ trước đến nay không có bà ấy. Thì bà ấy nuôi mình, chứ bây giờ chỉ cần bà ấy đi một tháng là mình cũng chết đấy. Không có gì mà ăn, mấy cái cô kia chỉ đến nhà ngủ thế thôi chứ chắc là gói mì tôm cũng chả cho. Vân vân đúng không? Cho nên lấy hết của em mang cho ấy, anh ạ. Ừ. Còn lấy hết đồ của vợ đem cho gái, cho nên là em tức đấy. Không những ăn hại là còn đi cho gái nữa. Thế cho nên là tiền bạc thì gom lại đi, giữ vào bản thân, đừng có khoe. Nói rằng thôi ông ở nhà đi, tôi tháng này tôi đi, con nó làm ở dưới Thái Nguyên chẳng hạn, tôi xuống Thái Nguyên chơi với lại con, xuống đấy kinh doanh chứ ở nhà chán lắm, buồn lắm. Sống với một người mà bạc bẽ, một người mà không biết thương yêu mình thì thà rằng ở một mình hơn. Thế thậm chí là mình còn dọa là mình đi xuống Hà Nội mình làm giúp việc, mình đi thành phố để mình đi công ty. Khá nhiều người ngoài 60 tuổi ngon lành cành đào đi làm giúp việc, gọi là giúp việc nhưng mà không, bây giờ giúp việc cao cấp lắm. Một đôi vợ chồng trẻ nó có mỗi một đứa con, nhưng nó ở nhà rất là hiện đại, nhưng mà nó đi làm cả ngày, nó bận. Bác thì một mình toàn quyền là trong nhà, coi nhà với trông đứa trẻ con. Tháng 8-9 10 triệu là do thỏa thuận, cơm ăn 3 bữa, quần áo mặc cả ngày, lễ Tết các cháu nó đưa về tận nơi tận chốn. Ít nhất thì mục đích của mình không phải là cái đó để kiếm sống, bởi vì ở nhà mình cũng có sống. Nhưng để nó thoát cái cảnh ấy đi, để cho ông một bài học nhá. Không ai cứu được mình bằng chính bản thân mình. Hãy tự dẫy đạp, hãy tự cựa quậy để cuộc sống mình dễ thở hơn. Chứ còn thì không có ngồi đấy mà thở ngắn than dài, hay là ngồi đấy mà giáo dục ông ấy rồi uốn nắn rồi nhắc nhở gì. Hoặc là nghe người này người khác là thôi thân phận phụ nữ nó thế rồi, cái số nó vậy rồi, nghiến răng mà chịu. Chả có cái số nào đâu nhá. Số hay không là do mình nhá. Rồi, anh Đinh Đoàn cũng đưa ra rất nhiều phương án để chị có thể lựa chọn. Anh Đinh Đoàn và ban tư vấn thì cũng cho chị biết thì cũng đúng tâm lý của chị, thì chị rất cảm ơn ban tư vấn. Dạ vâng, và hy vọng là cuộc sống của chị sẽ khởi sắc hơn và quên cái người chồng bội bạc ấy đi. Xin chào chị, cảm ơn chuyên gia giám đốc Đinh Đoàn. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 02437-826-2625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất.
Thưa quý vị khán thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hải Dương. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Hải Dương. Chào các bác. Vâng, khiếp chào gì mà chào nhanh thế? Bao nhiêu tuổi rồi thế? Chào chào bác. Rồi, thế cháu có cái vấn đề gì? Cháu muốn hỏi bác sĩ ạ. Ừ, nói đi. Cháu là trước khi kết hôn là cháu bị viêm lộ tuyến ạ. Viêm cổ tử cung lộ tuyến đúng không? Vâng, đúng rồi. Trước khi cháu kết hôn này cháu cũng bị viêm lộ tuyến ạ. Rồi. À, sau khi mà bác sĩ chữa thì là cháu có mang bầu, thế là cháu giờ hiện tại bây giờ là cháu đẻ được 5 tháng. Rồi. Đẻ được 2 tháng thì cháu lại bị viêm, thế là bác sĩ chữa khỏi, xong mà bây giờ 4 tháng lại bị viêm lại nữa. Rồi. Cháu muốn hỏi là không biết là rồi, tại sao để lâu thì có bị biến chứng hay là làm sao không ạ? Bởi vì là cháu vẫn muốn 1-2 năm nữa cháu mới sinh con thứ hai. Rồi, bây giờ tóm lại đang nuôi con nhỏ đúng không? Dạ. Tập trung vào, khi người ta hỏi gì thì phải tập trung vào chứ. Đang cho con bú à? Dạ vâng, đúng rồi. Ôi trời ơi, hèn nào cái điện thoại nó cứ rơi ra khỏi tai sao ấy. Vâng. Rồi, trước khi có em bé này thì đã viêm cổ tử cung rồi đúng không? Vâng, đúng rồi. Điều trị xong, bác sĩ điều trị. Chưa có quan hệ hay là chưa có gì đâu mà cháu kiểu như là kết hôn rồi xong bắt đầu là quan hệ vợ chồng thì cảm thấy nó đau sát nên cháu đi khám thì cháu mới biết ạ. Rồi, thế sau khi sinh em bé này ra xong thì lại hai lần, sinh ra được 2 tháng thì lại viêm tiếp đúng không? Xong 2 tháng sau nữa. Cũng có bầu là cũng bị nữa rồi ạ. Thì xong là 2 tháng sau nữa, tức là em bé được 4 tháng thì lại viêm tiếp đúng không? Vâng, đúng rồi. Bây giờ viêm lần 2 này thì đã đi bác sĩ điều trị chưa? Có, cháu có đi bác sĩ điều trị ạ. Ừ, thế đã khỏi chưa? Ý là nó khỏi, chỉ khỏi tạm thời, khoảng mấy tháng xong rồi kiểu lại tái đi tái lại đi ạ. Rồi, tôi hỏi thật là hai vợ chồng quan hệ từ lúc tháng thứ mấy đấy? Cháu được 8 tuần cháu mới quan hệ ạ. À, 8 tuần tức là chưa được 2 tháng. Có thể là cháu dùng bao cao su chứ cháu cũng không có trần độ. À rồi, cũng có dùng sử dụng quan hệ vợ chồng là sử dụng bao cao su đúng không? Vâng, đúng cái rồi. Khả năng viêm nhiễm chồng vợ giờ lây sang nhau thì là hầu như không có. Thế mà mình thì vẫn bị viêm như thế. Và bây giờ bạn muốn hỏi chúng tôi rằng là cái việc viêm nhiễm như thế thì là có sẽ có khỏi triệt để hay không đúng không? Vâng, và để lâu như thế, để ví dụ để 2-3 năm nữa hay 4 năm nữa thì nó có biến chứng thành cái gì không hay là nó vẫn như vậy ạ? Tại sao là biết là có bệnh rồi lại cứ để 2-3 năm nữa xong để đến trọn đời luôn không, à? Không, bởi vì là không phải, bởi vì là nếu như mà cháu ý là bác sĩ bảo cháu là phải đốt thôi, nhưng mà nếu mà chưa đẻ hết số con thì đốt thì sẽ có thai được đấy ạ. Có nhiều cách có thể điều trị được cái bệnh của bạn chứ đâu cứ phải đốt đâu. Không, bác sĩ bảo cháu thế. Ừ, rồi. Bây giờ thì bác sĩ Trương Văn Phi của chương trình sẽ tâm sự với bạn để xem cái khả năng chữa trị khỏi 100% với cái căn bệnh của bạn nó khả thi hay không nhé. Xin mời anh Phi ạ. Vâng, chào em. Qua cái việc chia sẻ của em với anh Thành Văn thì anh cũng đầu tiên là chúc mừng em là thứ nhất là em có một cái tình trạng viêm lộ tuyến tái đi tái lại khá nhiều lần nhưng em vẫn có thai tự nhiên được một lần rồi và có một bé rồi. Như thế là trộm vía đúng không? À, tuy nhiên thì cái bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung thì hầu như người phụ nữ Việt Nam mình rất dễ mắc phải và cũng rất dễ điều trị chứ không phải khó. Vấn đề đầu tiên là em đã từng được chẩn đoán là viêm lộ tuyến cổ tử cung mức độ mấy và đã được can thiệp bằng điều trị nội khoa, thuốc đặt hay là điều trị bằng laser hay là dùng đốt điện? Vì anh mới chỉ nghe là điều trị thôi còn chưa biết phương pháp điều trị đúng không? Vâng, vâng. Đó. Em bị độ 2 ạ. Độ 2 như bác sĩ chỉ uống kháng sinh với rồi em nói to hơn một chút nhé. Với trường hợp của em thì đã được chẩn đoán mức độ 2 thì nó cũng không phải là quá nặng nề. Mức độ 3 là mức độ viêm lộ tuyến cổ tử cung, nó tổn thương khá lớn ở vùng cổ tử cung. Và với những trường hợp mà viêm lộ tuyến mà để lâu dài ấy, mà điều trị không ổn thì nó sẽ có mấy nguy cơ, mấy cái biến chứng. Cái thứ nhất ấy, nó lại làm cho mình đau rát ở vùng cổ tử cung, làm giảm cái ham muốn tình dục, đặc biệt khi quan hệ với chồng ấy, em sẽ có phản ứng rất đau. Và chính cái phản ứng đau như thế làm cho mình ngại quan hệ với vợ chồng. Thứ hai nữa là khi mà một cái viêm lộ tuyến cổ tử cung lâu dài, nó sẽ có tình trạng nhiễm khuẩn ngược dòng, tức nó sẽ đi lên theo cổ tử cung, lỗ cổ ấy. Từ đó dẫn đến làm cho em có viêm niêm mạc tử cung và có thể tắc vòi trứng hai bên. Thì khi mà tắc vòi trứng hai bên thì nó là ảnh hưởng khả năng sinh con tự nhiên sau này của em. Ví dụ em tính khoảng 2 năm nữa chẳng hạn, đúng không ạ? Và cái thứ ba nữa là
là cái biến chứng nặng nề hơn, đấy là với trường hợp viêm lộ tuyến cổ tử cung nếu không điều trị hoặc điều trị không đến nơi đến chốn hoặc điều trị tái đi tái lại nhiều lần, nó sẽ có nguy cơ ung thư cổ tử cung. Đấy là những cái biến chứng mà nó có nguy cơ gặp và nó sẽ nặng nề cho em. Vậy thì cái viêm lộ tuyến cổ tử cung này thì đầu tiên em phải biết nguyên nhân là gì để mình cần phải làm gì. Thì nguyên nhân viêm lộ tuyến cổ tử cung thường là do một cái tình trạng là vệ sinh không tốt. Nhiều người phụ nữ chưa chắc đã biết vệ sinh cửa mình như nào, chưa biết vệ sinh âm đạo mình ra sao cả. Vậy thì em đầu tiên em phải làm sạch cái vùng bộ phận sinh dục của mình, vùng cửa mình ấy, mình phải vệ sinh sạch. Thứ hai nữa là luôn luôn phải mặc quần lót thật khô ráo. Vì với thời tiết ở Việt Nam, đặc biệt là Hưng Yên, em ở Hải Dương đúng không? Thì đúng có thể có nguy cơ nồm ẩm. Và nguy cơ nồm ẩm như thế nó sẽ có nguy cơ là dễ bị mắc nấm các loại vi khuẩn đó. Cái thứ ba nữa là gì? Đấy là cái một số tình trạng nó sau sinh hoặc là cái người phụ nữ mà nội tiết nó suy giảm ấy, nó sẽ có nguy cơ dễ bị nhiễm khuẩn bất cứ loại vi khuẩn nào hoặc đặc biệt là nấm. Và cái nữa là quan hệ tình dục. Nếu mà mình quan hệ tình dục không an toàn, không lành mạnh, hoặc là quan hệ tình dục mà mình không có sự chuẩn bị vệ sinh sạch sẽ vùng cơ quan sinh dục ấy, thì nó là một trong những tác nhân dẫn đến nguy cơ viêm lộ tuyến cổ tử cung. Vậy thì từ những nguyên nhân đó, từ những yếu tố đó thì mình biết để mình biết cách vệ sinh, mình tránh bằng các biện pháp khác. Đặc biệt là cái việc mà chăn gối ấy, thì anh Thành Văn cũng hỏi em là sau khi em sinh ấy, thì bao lâu em quan hệ, thì sau 8 tuần thì tương đối là tạm được, vì thông thường là sau 6 tuần là hết thời kỳ sản dịch rồi thì mình có thể quan hệ tình dục. Và để thời điểm ban đầu ấy, thì mình nên có biện pháp bằng bao cao su là an toàn. Và cái nữa là gì? Trong quá trình mà đang viêm lộ tuyến cổ tử cung ấy, thì người ta khuyến cáo là em cần phải điều trị dứt điểm rồi hẵng quan hệ. Vì nếu em không điều trị dứt điểm ấy, thì mỗi lần quan hệ ấy, cái sự sang chấn, sự cọ sát giữa dương vật và cổ tử cung ấy, nó sẽ làm cho tình trạng bệnh của em nó nặng nề hơn và điều trị nó sẽ khó khăn hơn. Vậy thì trước mắt hiện tại em cần đi khám ở một chuyên khoa sâu về sản phụ khoa để các bác sĩ người ta đánh giá, cái thứ nhất là em có bị viêm lộ tuyến cổ tử cung hiện tại không. Thứ hai là có nguyên nhân vi khuẩn hay nấm kèm theo không, thì người ta phải điều trị theo nhóm nguyên nhân đó. Có thể dùng thuốc can thiệp nội khoa, cũng có thể can thiệp bằng các cái laser đốt điện. Và em yên tâm là những can thiệp này này nó không có nguy cơ ảnh hưởng đến nhiều cái khả năng sinh sản sau này của em, giống như em vừa có trao đổi ấy. Và cái thứ ba nữa là em cần phải có những biện pháp vệ sinh vùng cửa mình, phải có những cái biện pháp quan hệ an toàn. Và nói như anh Thành Văn nói là nếu em để tình trạng 2 năm mà không điều trị thì không có ổn, vì để như thế nó sẽ có nguy cơ nó ảnh hưởng về sau, về lâu về dài. Và trước hết thì anh nghĩ là kết hợp với khám cho em nữa thì cần phải khám cho cả chồng nữa, để xem biết đâu là chồng em cũng có một cái tình trạng viêm niệu đạo, có thể một cái viêm quy đầu mà trên cái thân dương vật có thể còn nấm. Và những yếu tố nó sẽ làm cho tình trạng của em điều trị khỏi rồi nó vẫn có thể có nguy cơ mắc lại em nhé. Thế tóm lại là bác sĩ Phi đã chia sẻ với bạn về phương thức điều trị rồi. Thứ nhất là phải nên đến một bệnh viện sản khoa, sản phụ khoa nào đó để thăm khám, xem cái tình trạng bệnh hiện tại của mình ra làm sao và cái lộ trình điều trị ra làm sao cho nó dứt điểm nhá. Và phải điều trị trước khi có con nhá. Chứ không phải là đợi có con tiếp theo thì mới điều trị, lúc ấy có khi là quá muộn ấy nhá. Vâng. Chào bạn. Cảm ơn bác sĩ Trương Văn Phi. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu. Số điện thoại tổng đài 02438262625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Thưa quý vị khán thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hưng Yên. Alo, xin chào khán giả gọi đến từ Hưng Yên. Dạ, Hưng Yên này ạ. Dạ vâng, chào chị ạ. Vâng ạ. Chị có thể trình bày câu hỏi của mình được không? Vâng, trước hết thì em xin chào các anh chị trong ban biên tập của Sở Tình Yêu, mà em rất hay chương trình của các anh chị. Vâng. Em nghe giọng nói của anh trầm ấm và rất hài hước này, em rất muốn nghe. Và em rất ngưỡng mộ anh Minh Đoàn. Dạ vâng, cảm ơn chị. Tư vấn tất cả mọi mắc của mọi gia đình gặp những cảnh yếu le như chúng em. Vâng. Hôm nay em có cái câu hỏi như sau. Vâng. Em buồn lắm vì là con trai em năm nay cháu 34 tuổi rồi.
Vâng, mà con trai lớn thì đã nay phải học lớp 8 rồi, con gái thì học lớp 5 rồi. Ừ. Vợ chồng trụ sắc nó gần 2 năm nay mà trên như em nghĩ là sắp sửa là ly hôn mà em làm mấy cách rồi mà không thể hàn gắn được thì em buồn lắm. Ừ. Vâng, em xin cửa sổ tình yêu các anh chị tư vấn cho em biết là cách nào. Cách trình bày của chị rất là khó nghe, chữ nọ là cứ dính vào chữ kia đâm rồi. Chúng tôi rất khó hiểu ấy. Vâng. Rồi, thế lý do, bây giờ tôi hỏi gì chị trả lời mạch lạc nhá. Vâng. Lý do hai vợ chồng cậu con trai của chị muốn ly hôn là gì? Ừ. Cuộc sống thì cứ thích thẳng va chạm với nhau thôi. Cũng không có gì là to tát cả anh ạ. Vâng. Vâng. Thế chúng nó suốt ngày cãi nhau à? Nhiều lần vì là em nằm nhà cho cháu ở bên cạnh thì là nói chung là em ở gần kề cận thì em hay bảo ban thì xong vợ chồng lại thôi. Ừ. Cách đây gần 2 năm thì cháu nó không làm công ty nữa, còn tôi em nó xin đi mở spa ở cách đấy khoảng 3 cây. Ừ. Thế rồi từ lúc tôi làm spa thì xảy ra xung đột em ở xa thì em không theo dõi được. Thế này đang đêm em thấy cháu nó khoác vào lô về, thế là từ bấy giờ là muốn đứa một lơi luôn nữa. Ồ, thế là 2 năm nay là con dâu chị không ở nhà chỗ gần chị nữa à? Vâng ạ. À, chứ nó đi đâu nó biết không? Chị có biết không? Ừ, cháu nó mở xà ba cách đấy khoảng 3 cây. À, tức là ở ngay tại chỗ. Từ bấy đến giờ là vợ chồng chịu chặt, là có nghĩa là cháu cũng không có về gửi cháu hay là đi lại, chỉ ngồi ghé nhìn em xong rồi đi thôi chứ không về nhà. À, cũng và không thăm hỏi bố mẹ chồng. Tham gia với hai cháu không nghe. Vâng. Rồi, thế là hai cháu nội của chị thì đang ở đâu? Một cháu lớn thì là đưa vào đây em cho nó học hành và ở bên em. Vâng. Còn cháu thứ hai thì ở với mẹ, nhưng mà cứ thiết thoảng có công việc gì thứ bảy ngày nghỉ em mới đón cháu về chơi. À rồi, tức tóm lại là chị cũng biết là cái quán spa ở đâu đúng không? Vâng. Rồi, thế còn con trai thì đang ở cái nhà mà chị bảo là xây cho nó ở bên cạnh đúng không? Vâng. Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với chị nhé. Xin vâng. Mời chuyên gia tâm học Đinh Đoàn ạ. Rồi, xin chào bà mẹ đang lo lắng. Vâng. Ừ. Em chào anh Minh Đoàn, em nhất là ngưỡng mộ anh ấy ạ. Rồi, cảm ơn, quý quá. Vâng. Thế này nhá, vâng. Lo lắng buồn không để làm gì, quan trọng nhất là mình bây giờ mình phải giống như bác sĩ ấy. Mình phải nghiên cứu, tìm hiểu, xét nghiệm dò đủ làm sao cuối cùng để xem là cái nguyên nhân của nó ở đâu. Cái gì cũng có nguyên nhân, mà nhất là đến mức độ đòi ly hôn nhau thì không phải cãi nhau vặt đâu. Biết đâu mình ở xa mình không biết là cô con dâu, đây tôi lấy ví dụ thôi, cô con dâu đi làm spa, mà spa nghĩa là đi làm đẹp, đi phẫu thuật thẩm mỹ, đây là mình làm bà chủ đúng không? Vâng. Mà môi trường tiếp xúc là toàn với những chị em khá giả muốn làm đẹp có điều kiện, và ông chồng tức là con trai mình ấy không đồng ý, không thích cho vợ để làm cái nghề đấy, bởi vì nó phức tạp, sợ nó tiếp xúc với toàn những người lắm tiền nhiều của bỏ chồng. Đã có những ông chồng rất khắt khe không muốn cho vợ làm cái đó, chỉ thích là vợ ở nhà bán xôi hoặc đi làm công ty cho nó lành. Thế nhưng mà bà cô con dâu thì quyết tâm là muốn làm giàu, muốn làm chủ, vợ chồng bất đồng quan điểm. Thế là bảo thế thì anh không thích thì gì tôi cứ ở đây. Thế xong rồi cậu con trai nhà mình bảo nếu cô mà cứ còn làm nghề này thì chúng ta chia tay nhau, và cô con dâu nói là chia thì chia. Ví dụ như đây tôi lấy là ví dụ. Vâng. Hoặc là biết đâu con trai nhà mình trông thế thôi, tầm ngầm, biết đâu lại có mối quan hệ ngoài luồng. Vâng. Là cô con dâu cô ghen nói không được, cô chán đời, cô bỏ cô đi làm spa xa đi để cho nó khuất mắt. Trước đó là cô cũng đã phát hiện, đã bắt quả tang, đã theo dõi. Cô con dâu đã nhắc nhở con trai mình đôi ba lần hứa hẹn rồi, nhưng mà rồi không bỏ được, cho nên cô ấy chán mà cô đi. Ở đây mình phải đánh tỉa từng người một. Việc đầu tiên mình gọi cậu con trai sang đi, mẹ buồn lắm cơ. Thế tóm lại bây giờ thì tình trạng vợ chồng thế nào, con có biết tại sao không? Mẹ thì mẹ tin chắc chắn là cái gì cũng thế thôi, để sắp tử vong thì chắc là phải một bệnh lớn chứ không một cái bệnh nhỏ để mà có thể mẹ tử vong được đúng không? Thế mà để đến ly hôn thì nghĩa là thế nó thế nào? Có phải nó có bồ không? Hay con nóng tính con đánh nó? Hay con cặp bồ? Hay là mâu thuẫn nhau về chuyện gì? Anh cho em xin một phút ạ, một tí thôi. Em cũng em nghe anh rất nhiều và em học cũng rất nhiều đấy anh ạ. Em nghe anh tư vấn rồi em cũng áp dụng những cái
cái để mà em không ngờ đến ngày nay em phải áp dụng những cái phương thức mà như anh nói. Em cũng đánh tỉa có con trai nói con dâu, mà có con dâu thì nói con trai. Nhưng mà khi mà nói đến thì thật ra em biết là cái sai là do hai đứa gây nên cái tình cảnh như ngày nay. Vì em nếu chúng nó bỏ nhau thì em cũng không buồn, cũng buồn, nhưng mà không buồn bằng em nghĩ hai cháu là không có bố có mẹ này. Em đã có thời gian em gần như em trầm cảm, em thương hai đứa quá đấy, thì nó không có bố hoặc không có mẹ. Nên em vừa rồi đấy em người bên cạnh xóm cứ để ý nữa, và con dâu ấy xong rồi nó khóc vai khóc cổ, xong rồi là con dâu em phản kháng gì, nên là bảo con dâu em mà con nói với nó là hợp tác để nó giải thích, nhưng mà nó cứ ầm ĩ nó không nói. Mình nắm được nguyên nhân, thế rồi sau đấy thì khi mình biết được nguyên nhân rồi thì mình hòa giải. Bước thứ hai là hòa giải, thôi hai đứa ngồi đây đi, các con cũng phần lấy phần nọ rồi, chẳng gì ăn ở với nhau phần lấy đứa, hai đứa con cũng phần nọ phần kia rồi. Lỗi thế nào, liệu là cái thằng kia có bỏ được cho vợ không, liệu con kia có tha thứ được cho chồng không, thế hay là cứ ở tạm thời cách ly nhau một thời gian để xem xét lại xem có cần nhau nữa không. Tức là mình làm người hòa giải thôi, chứ còn thương với xót hay ngăn cản hay là giận dỗi không phải làm cái gì cả. Còn bước đường cùng mà đôi vợ chồng ấy, vì các bạn cũng toàn ba mấy 40 cả rồi chứ không phải bé nhỏ gì, người ta vẫn quyết định chia tay, thì mình tôn trọng, mình thương cháu thì mình chia sẻ hỗ trợ cháu sau này. Cũng rất là may các cháu nó cũng đã qua ở cái tuổi mà còn bú còn mớm. Giá bây giờ vợ chồng bỏ nhau, một đứa con 5 tuổi, một đứa thì nách còn đang gọi là tay sách nách mang, mẹ thì giật dẹo, còn đây có vẻ cũng làm ăn kinh tế cũng tạm ổn. Các cháu thì nó cũng đã tự lập một phần, nó thích ở với bố thì ở, nó thích chạy sang mẹ thì chạy, mà chán quá thì nó về với bà nội cũng không có vấn đề gì. Quan trọng lúc ấy là tạo điều kiện, là động viên cho các cháu học tập. Vì nhất là hai đứa nó đang ở cái tuổi bằng mười mấy tuổi, giờ giờ ương ương. Nếu mà bố mẹ mà ly hôn ấy thì rồi chắc chắn là nó có thể có những cái ảnh hưởng tâm lý. Thì khi trao đổi với con dâu và con trai, mình có thể nhấn mạnh cái câu đó, thôi các con thì có thể chia tay nhau, đứa nào rồi cũng có thể có cuộc hôn nhân mới, thằng con trai cũng có thể lấy được vợ có khi còn trẻ hơn vợ cũ, mà con dâu cũng có thể lấy được người chồng đẹp hơn, nhưng con chung mày ấy, sẽ chẳng bao giờ có được bố thật mẹ thật nữa đâu, có thì cũng là cha dượng mẹ ghẻ thôi, ví dụ như vậy. Thế thì hãy nghĩ đến xem liệu rằng có thể tha thứ nhau, có thể hàn gắn được không. Mình nói rồi mà người ta vẫn cứ quyết định thì đành phải chịu, mà không có cái thế lực nào mà đẩy được hai bạn ấy vào nhau, mình chỉ thế. Như anh Đinh Đoàn vừa chia sẻ, mình ở góc độ là người cha người mẹ, mình lo cho con, nhưng mà quyền quyết định thì vẫn là các cô các cậu ấy. Mọi sự can thiệp của mình cũng chỉ mức độ vừa phải. Khuyên răn không được thì nữa thì đúng là gọi là bệnh nani và bó tay rồi, ly hôn nó sẽ diễn ra chị nhá. Thôi mình dành tình cảm nhiều hơn cho hai đứa cháu của mình. Xin chào chị, cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Thưa quý vị khán thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ quê lúa Thái Bình. Alo, xin chào khán giả gọi đến từ Thái Bình. Chào Cửa sổ tình yêu ạ. Em chào các anh chị Cửa sổ tình yêu ạ. Dạ vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Vâng. Sinh lý của em vừa phải đến 2 năm rưỡi, bị có 2-3 lần nhá. Xong em đi khám thì bác sĩ cho em bảo em mua cái thuốc điều kinh chế, uống 1 tháng bị 2-3 lần rồi thôi, em không uống nữa thì chết. Tư vấn cho em. Uống thuốc gì rồi? Thuốc tránh thai anh ạ. À, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 41 tuổi ạ. Có chồng chưa? Em có 2 cháu rồi. À, 2 cháu, con lớn chưa? Con em 17 tuổi rồi. Thế đứa thứ hai là bao nhiêu tuổi? Cháu thứ hai năm nay học lớp 8 là 12 tuổi rồi. Học lớp 8 không biết cộng à? 8 cộng 6 là 14 tuổi chứ. Vâng. Cứ gọi nó Cửa sổ tình yêu là líu hết cả lưỡi. Vâng, con mình còn không nhớ tuổi. Rồi, thế là cái hiện tượng 2 năm rưỡi này thì là kinh nguyệt được có 2-3 lần rồi á? Vâng. Thế xong là bác sĩ bảo là... Anh ạ, ngày xưa em ở một mình, em có một đời chồng em ở một mình, thì từ kinh nguyệt thì đều từ em đi lấy bước 2, thế là từ đấy kinh nguyệt nó không đều anh ạ. À, tức là 2 lần chồng à? 2 lần đò à? Vâng.
Vâng. Ờ, tức là hai năm rưỡi này là lấy chồng hai đúng không? Vâng. Ừ, thế là có thêm con chung không? Không không, em không con chung ạ. Rồi, thế anh ấy cũng là một lần đổ vỡ à? Anh ấy vợ mất ạ. À, anh vợ mất, thế là mình về. Vâng. Thế là mình dẫn cả con mình về ở cùng anh ấy à? Không, con em là bà ngoại trông non cho em. Ừ. Chị đi chị lại chứ em. Thế là sau khi lấy chồng thì là tự nhiên mất kinh luôn đúng không? Mà không dùng biện pháp gì cũng không thể chữa để anh ạ. Thế à, cũng chả thấy vâng. Có thai. Không có rồi thai. Thế và bác sĩ đã cho uống thuốc tránh thai để điều hòa kinh nguyệt nhưng mà khi uống vào thì lại một tháng lại hai ba lần thấy đúng không? Vâng. Rồi thế bây giờ còn uống không? Em không uống anh ạ. À. Vâng. Có đi khám lại ở đâu không? Em không anh ạ. Bác sĩ Trương Văn Phi sẽ tâm sự với bạn nhé. Xin mời anh Phi ạ. Vâng, chào em. Anh vừa nghe câu chuyện chia sẻ của em là trước đây lấy chồng một thì kinh nguyệt của mình hoàn toàn bình thường. Và bây giờ mới lấy anh này được 2 năm và thấy kinh nguyệt nó bắt đầu nó mất kinh không, dần đi đúng không? Anh ạ, em lấy chồng đầu kinh nguyệt thì đều có nghĩa hàng bao nhiêu năm mà em không chung sống với anh chồng đầu. Thế là em đứng vậy em nuôi hai cháu thì kinh nguyệt vẫn đều. Rồi. Từ ngày lấy bữa 2 giờ. Rồi. Mình nói như thế vô tình là nghĩ là do ông chồng hai làm cho mình kinh nguyệt không đều đấy nhá. Vậy thì với mình đứng trên phương diện là về sức khỏe y khoa ấy, thì anh chia sẻ với em một chút đấy. Đầu tiên ấy, kinh nguyệt ở người phụ nữ nó phụ thuộc vào cái hoạt động giữ trữ buồng trứng của mình. Phụ nữ sinh ra sẽ có một lượng trứng nhất định và nó sẽ giảm dần sau 25 tuổi đến khi mãn kinh. Và bây giờ hiện tại như mình đây là 41, 42 tuổi rồi. Có thể cái dấu hiệu mà mình đang bị mất kinh và kinh thư ấy là một dấu hiệu của tiền mãn kinh và mãn kinh. Tức là nó là một sinh lý bình thường chứ không phải bệnh lý. Tuy nhiên khi đứng ở một cái tình trạng như thế, người ta phải cần phải xem nếu mà kinh nguyệt nó thưa dần thì nó có ảnh hưởng gì về chất lượng cuộc sống mình không, có ảnh hưởng đến hoạt động tình dục của mình không, hay nó làm cho mình buồn phiền hay mệt mỏi. Đấy là những cái cần bác sĩ cần phải biết để thông tin từ em ấy, thì để bác sĩ có thể đưa ra những cái hướng gỡ rối cho mình. Có anh ạ. Anh, em không biết em lấy cái anh này hóa ra anh chuyên đi một gái nhỉ, nhiều khi về em đi làm về không ăn không ngủ được. Nghĩ cái chuyện này chán lắm. Tức là hiện tại là vấn đề tình dục chăn gối của mình cũng có trục trặc đúng không? Vâng, có nghĩa 1-2 tháng mới ngủ mấy em anh ạ, còn đi một gái. Rồi, cái câu chuyện mà chồng đi ra ngoài thì mình chưa bàn ở đây nhé. Bây giờ mình trước hết mình sẽ nói rõ hơn để mình hiểu, để mình đỡ lo lắng. Đầu tiên là với tình trạng của em nó không phải là bệnh lý mà nó là sinh lý tự nhiên, tức là người ta sẽ sinh ra qua bốn cái giai đoạn đó, sinh trưởng lão bệnh mà. Thì bây giờ với chồng của mình đang đến giai đoạn là bắt đầu đến lão hóa, tức là nó sẽ rơi vào tiền mãn kinh. Và em phải hiểu đấy là sinh lý tất nhiên của cái người phụ nữ Việt Nam mình và bất cứ người phụ nữ nào cũng thế. Và cái việc mà bác sĩ thăm khám và cho mình thuốc điều kinh đấy là một cách để cho mình điều kinh nhân tạo để mình có thể có cái chu kỳ để nội tiết nó có thể cải thiện phần nào. Thứ hai nữa là nếu mà em đang gặp tình trạng mà bị khó khăn trong quá trình quan hệ tình dục hoặc là đang giảm ham muốn tình dục cũng như quan hệ tình dục nó có vấn đề ấy, thì em có thể đến các cái cơ sở để người ta hỗ trợ cho mình các cái thuốc nội tiết tố ấy, làm giúp cho cái tiết được nhiều dịch âm đạo hơn, làm tăng cái ham muốn của mình hơn để mình có thể dung hòa được cái mối quan hệ vợ chồng mình. Thì cái việc chăn gối nó cải thiện ấy, thì tự nhiên anh ấy lại sẽ tìm về mình đúng không? Không anh ơi, thế là em thôi về được gần năm nay em không ở nữa anh ạ. À lại không ở vậy nữa, rồi. Vâng, vì em không ở mong chồng em nữa, mà từ ngày em không ở nữa cũng không ra kinh nữa anh ạ. Rồi, không ra kinh rồi. Cái bây giờ mình thấy bất tiện nhất là mình không thấy có kinh, mình lo lắng đúng không? Vâng. Rồi, thì bác sĩ chia sẻ đấy là cái kinh nguyệt của mình nó sẽ theo sinh lý lứa tuổi. Và đến giai đoạn này em đang rơi vào tình trạng tiền mãn kinh và mãn kinh. Và nó sẽ đến một thời kỳ em sẽ không còn kinh nữa. Nên không phải lo lắng cái vấn đề này. Không anh ơi, em cho em hỏi, em đi viện người ta bảo của em hẳn có nhiều chứng, hẳn có nghĩa hẳn có thai đấy anh ạ. Ừ, hẳn gì ạ? Hẳn có thai được. Có khả năng có thai anh ạ. À rồi. Có nghĩa thì... hẳn có nhiều chứng anh ạ. Rồi, cái việc mà còn nhiều chứng ấy, và cái vấn đề kinh nguyệt nó có hai có yếu tố nó có thể độc lập nhau. Nếu mà cái giữ chữ buồng trứng của mình vẫn còn, thì có thể mình có một cái hội chứng khác, đó là hội chứng buồng trứng đa nang. Thì nó sẽ dẫn đến kinh nguyệt mình không đều. Nhưng thường với độ tuổi 41 này này, thì cái kinh nguyệt nó có thể giảm dần và mất dần đi. Kể cả cái hiện tượng người ta kiểm tra buồng trứng mình vẫn có thể nằm ở chức năng là có thể tạm thời bình thường. Nhưng thường nó sẽ không ổn định được lâu dài. Nó sẽ hết dần đi. Đấy là cái theo sinh lý. Và thứ hai nữa là em đừng có bận tâm nhiều về vấn đề kinh nguyệt quá. Vấn đề là em xem
với hiện tại nó có ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống mình không, có làm cho mình khô rát, có làm cho mình bị hay bị viêm âm đạo phụ khoa gì không, đấy mới là vấn đề cần phải giải quyết nhé. Từ ngày rồi không bị thì là không ra các cái khí hư hiếp gì đâu anh ạ. Thế tốt quá. Thế mà đấy, tuổi này mà những cái bệnh lý đó mình không có thì mình cũng không đáng lo ngại đâu. Và cần phải thăm khám để kiểm tra xem có nguy cơ các bệnh lý như ung thư cổ tử cung hay gì hay không. Mình cần phải cải thiện cái chất lượng cuộc sống của mình trước đã. Còn kinh nguyệt đừng có bận tâm đến quá nhiều nhá. Vâng, em rồi, thế là bác sĩ em hỏi đến, nếu mà đi ra viện Hà Nội thì đi đến cái khoa nào nhỉ anh nhỉ? Cái này mình có thể khám ở Thái Bình cũng được, không nhất thiết phải lên Hà Nội, bởi vì nó là một cái bệnh lý cơ bản về sản phụ khoa nhá. Mình đến chuyên khoa sản là được. Thế anh ơi, cho em hỏi, em là quên cái anh này mà sau mỗi một lần quan hệ xong ngứa em không chịu được, thế là do người đàn ông hay là do ấy ạ? Vì sao ạ? Ngứa không chịu được. À rồi, ngứa không chịu được đúng không? À, như vâng, bác sĩ vừa yêu cái anh này vâng. Lại yêu anh mới rồi. Mới. Rồi. Tức là vừa bác sĩ vừa tư vấn cho mình ấy, là mình phải xem cái nội tiết tố của mình có vấn đề gì không, bởi vì với cái tuổi này thường nó sẽ có cái tình trạng là khô rát âm đạo. Và khi khô rát âm đạo, quan hệ cọ sát nó sẽ có gây tổn thương tại niêm mạc âm đạo, nó gây cho mình ngứa. Thứ hai nữa, mình phải khám kiểm tra xem con nấm hay gì, vi khuẩn gì ở vị trí đó không. Cái thứ ba là khi khám cần phải khám cả bạn tình nữa, tức là phải khám cả anh đây nữa nhá. Dụ không quan hệ thì không sao, cứ quan hệ lần nào là ngứa nên là không chịu được. Đấy, thế để điều trị đi. Đấy, không ngứa nhiều thì để gãi nhiều lại càng xước ra nhá. Vâng. Ừ. Vâng. Xin chào bạn. Cảm ơn bác sĩ Trương Văn Phi.